đề bông bạn này xong anh ăn chỉ được xuống từ đó phía hôn và sắp sẵn mong bạn tiền nó khang protein Campuchia bạn đừng nợ protein Thái tiếng ngọc nia bạn chung bạn bạn chung một hình cầm hóng ở nó bên đi phong đai bạn có khai trên nệ thuật kinh bạn đừng nghe nơi sắp sẵn mô bạn mà rồi phía rồi phong đai bạn bạn vừa càng nghe bạn chăm thế tế chú bố nhóm to bạn đừng nghe ở châu mà sắp sẵn mô có bạn chụp up lang thì đôi chi chụp nẹp đỏ cao đôi khi đai mong bốn là bạn ở bàn đa châu mô được luôn ai nữa tế bạn đức chân hai bạn có xôm ở con tràn ta đo bạn lô cru cho mà nằm tại bạn là ngay chi nè đo cả ở đục sống bao sân chi mình miền đục quát à bạn tập đo cả ở nhóm có mình ai à, clap đô bạn con được hiệu chữ vật đo ở bên đi phong này bạn hai bên đây mình ai bấm click bạn nó cứ xôm ở con tràn bạn tập đo lô mạch chặt trong hôn tiếng pi rú đại quát bạn ba trong hôn mui bạn đại ai clap đô nơi con được hiệu chữ vật bạn là ngay ở bông ôn Campuchia có đôi chi bông ôn khmai dương bạn ấy tu tiền ở protein để quật nơi khang và tay cao đi còn nó không tay cam mà chia vào bên ai là đồ bạn nơi quân hiện chủ vật dạng tràn nẹ phong đài là ngay chẳng nó không ngờ ngay đi phong đài bạn này tôi là tìm bằng nhóm có bàn màu chạm lên bạn tệ tôn chiều mùi nâng ca sang và chùm nôn à dạng mách ở miền sở thể lập hiệp và cung vốn ca xoay anh dô ông pi cầm rơi chiều của cam dạng xin chùm rơi phong đài đối với hai bạn person ba chi mê được nôn được ngọt ní bàn trôn mà hai là ngay xong mà nâng ngạt pra pê vô lì và hai chi học sắp được tì nhà nơi bạn được ngọt ní thì bạn mê được nôn bao giờ chỉ đâu bạn được ngọt ní nó chú ý comment biệt hà trong nơi bạn trong nội bạn bạn mùi bạn tì nhà hai đứa có bao giờ chỉ bóng ôn mình ai so sẽ bán có chú ý comment chia lệch của bạn này nhà chú comment lệch trong buôn được ngọt ní mà nè bay đa ngọt ní chẳng xuống chụp điện thoại nó ngay đi à tôi là tì bằng nhóm mình bàn màu bong riêng bong ôn tế đây có một bạn bong riêng mê được nôm tế phần tay ngay nít cứ xong mà chạy đồng lê chìm nơi đó lò nhưng chưa hai bà sân chì phía hôn bà dân được ngọt nha mình tôn cho lòng bì ca sang chìm nôl ở đây có một tôn cho lòng bì công bà rô chì bà cam nhàng xin chìm rớ mê được nôm ngọt nha nâng miên sân này ca chốp tơ dàng nghi nghi phong này chẳng bà sân thì dân thua chì bà cam mùi bà sân thì dân mình bàn bắt đầu tờ lơ sẽ được phía bạp dù ổng vánh dân cất tài phía nghi nghi bê chẳng vì ai chẳng miễn phó bạc qua tờ lời bóng bồn hà hai đồ bách nhóm thu ọt bàn hai đồ bách nhóm thu ọt bàn đôi chì mê được nôm hai đồ bách nhóm mình ai sang chìm nôm bàn đôi mê được nôm chẳng hạt phó đi hai đợt thu ọt mê được nôm ọc nha nâng miễn sức này ca chọc từ đời xa ấy bạn đời xa dương mình tôn dơ lòng tí ở vị thi ca này ca sang chìm nôm bằng này chẳng đôi chân hai nhóm mà chọn áo bóng bồn được ngọc nha đôi chì mê được nôm ọc nha ban tâm để cho chú mua đi cô ban tâm để cho marine ban tâm để cho mà snap hai cô ọt bàn ấy tụi mình chẳng các bạn nhỏ chọn ơi tụ ban nơi là tập hợp bạn đứng tay chia sẻ nhầm trong ở bông bồn ngọc tụ ban nơi chấm này đăng từ đời chia ca kết thôi thay bạn vô tập ra từ ngọc này phong này và trong xâm ra bông bồn này cho má chung bật xâm linh mình ở nhầm hố chị bật xâm linh mình ở nhầm bàn mà mùi nó ok bạn trong xâm mê được nó mà xin chỉ mình trong càng nghĩ ai trong một chiều to và to bàn như ngay trong xâm ra nhầm to như ngay ngày nay xong màn hình ngàn trai đầm lây bạn tiện tôn chiều muốn đang chấm luận như chiều muốn dần trong môn đường dân đo làm pk trai chấm nô tiền và mùi phơi à chưa thề ngày nay có ai chỉ miền bông bồn dân khác à tập lập từ tiên hả nó à rồi đôi ca cho chín năm đến ngày chẳng ngờ môn đường dân cho chín năm có số mà đường ngàn sân à số mà đường ngàn hai chi sai sắp tới học sắp nền tin đó bạn đập bay chơi đầm lên trên lỗ tập đo bông bồn đừng ngọc nia đến ngày hai vấn đề tầm khan đó cứ số mà bông bồn ngọc nia đang chui tăng chất hay có chui ao đầm này này ca sắc xa xoay vô đừng ngọc nia chẳng môn đường nhóm ở đo làm pi cầm rồi chỉ một cam nhóm số bông bồn đừng ngọc nia đắng chui chơi tầm mới tam slide cái đôi chia rút hiệp ngọc nia đó bạn đừng nhầm bàn ở share screen nâng tới chui chơi mơ từ ngọc nia bạn nhé bạn xin chỉ nhầm để dây tầm một tới ai chỉ phía hôn mình vô đây nè nên ngày dây tầm trăng cứ ở vô tam mà đồng chẳng chui mơ từ ngọc nia đó bạn prape và liệt clay clay này càng sắc sá đáp bay vô tập đại này với cái đôi chia vô tập prape bạn từ ngọc nia bàn yang miến prase phía từ ngọc nia phong đài chẳng chui cho mơ slide được ngọc nhiên bàn tay không có mà hãy có chui thọt được chọn tu sắp nhà cho nông cục mình đẹp buôn pram rút bàn tay bạn đâm bay ở bàn đăng thà ngay nít bông bôn bàn cho sạc sạc bàn cho bàn cho chú môi nâng ở rút nhóm to phòng này bạn chẳng có chui thọt được chọn tu sắp được ngọc nhiên đấy có xuyên so được ngọc nhiên đâm bay nhóm bàn đăng thà bên nít bông bôn bàn mơ khơi nhau à, bàn mơ khơi cứ chọn tu sắp nhóm chẳng các bạn bao sân chỉ bàn mơ rút hiệp tê nhóm chưa thà nét ngọc nhiên mình ai tự tụ bàn nơi ở hạt hà chấm này đang tập lập tập vinh thì bởi bạn ban tập lưu dùng lấy mặt tay mặt ban bắt đầu tập lưu hiệp có bị bạn này nhé à chẳng có chú ý ở này ngọc niên tích nó ok bạn chẳng muốn được nhóm đo cầm rồi chi và cắm nhóm xong chơi đồng đây trong trận đội nation tệ tôn chỉ mồi nâng ca nghĩa buôn chùm ca nghĩa bạn buôn chùm hồ à phong này
hay có ca nghe mùi đi bạn là nghe chưa hai bông bộ nó nếu mà hai chỉ thọp sẽ đáp ấy bàn tay ai chỉ miên mê được non bởi dân khác còn mình tuần dô mình tuần bàn dô si chùm rơi chân tư chân ngày đó nhóm xong bạn ngăn mà chạy đầm lây xa chỉ thầm mây phong đài bạn tệ tôn chưa mùi nâng ca nghe buôn chùm hô đi phong đài chân nhóm chưa tha ca nghe lơ lông đi cứ miên tràn miên tên bạn miên tràn miên rộp con rộp mơn ca nghe bàn tay lô Robert Kiyosaki quạt chiến địa bạn đã tôn nâng các bạn quạt bạn bay chạy ca nghe rằng chiếc này phong đài chân cứ miên buôn chấm hô hai pi này tì mũi cứ trâu sạc ngang một hiệp à hô phong này trâu pra cổng lang pra pê vô lia đàm bay đồ dục lời rất có đồ dục prạ năng phong này tì pi cứ dương pra pê vô lia này ca sang được dạ pê khlấy bàn tay dương miên Israp hiệp chỉ vật miên Israp hiệp pê vô lia lời và hai năng ca pra pra chỉ vật phong này nhưng dân dân của mơ thì ngọc đi thả càng nghe tì mũi nâng kê dầm đau tờ lờ càng nghe vậy bạn nhưng tì mũi cứ employee nâng cứ tệ tôn chỉ mũi nâng ca nghe bà xong tôn đã bạn chia bộ lọc kê bạn nhưng phía tràn à chia tu tớ bạn bong bộ dân chia bộ lọc kê cứ mình tràn mình tên bạn là người xưng tài cao sắp phạm phía rồi nó xong bây giờ nhóm to nhóm có thuộc nâu chùm nó như được khi này tệ tôn chia mùi nâng bộ lọc kê bạn vì môn màu bạn nhóm có thuộc nâu chùm nó như được khi này bạn chia bộ lọc kê bạn nhưng đang xa bên hai bao sân thì dân mình ban tư phơ ca tê bạn dân có mình mang lôi đây mà nói bạn pê khá dân chư có mình hiền chư đây bữa đấy bạn dân trâu bắt đầu bạn vô pê và lia vô chùm này đăng à, vô chùm niên vô bắt bị sao bắt dân nắng đập bay tập đồ dục lời bật tế bông bông bạn dân xâm rạp bông bông để có thôi ca nghe 100 đồ pê ní con anh chạy đăng chạy bạc tên mà đồng hà ca thôi ca nghe à, 100 đồ ngày nế bông bông xu thà dân ai chốc man tam chất hai đường nừ bật bà con anh bạn cứ dân mình toàn ai chốc man tam chất tê bữa đấy bạn dân nơi thưa ca ở thảo cài bao giờ bật tế bóng ổn mà nhưng chưa tha trong trường nói này cứ miên rồi hốt đó cao sắp hiện rồi nó cao sắp tới cao sắp làm hiện rồi bạn chẳng ca nghe trường nói y này cứ trong mình chuyện tha dân trâu đồ vô bê và ly bạn nhé vô trường này đăng vô trường niên vô quạt bị sao bao giờ nhé từ đồ dục lời chẳng là bên này để dân chọc vơ dân ngọt ban tôi sẽ cầm một hiệp thôi ở bộ cô hàng cao chưa chuyện tha dân có một ánh sang trường nói bạn được nhiều tiền à bật tế bóng ổn mà đối với hai bạn này trong chấm nốt đi dương mà ai chọc màn nổi tì dương chọc bên ai chấm nốt bởi dương có chọc được như này à dương nhóm xong lời ưu tờ hò đối với bọn ôn dương mùi chấm nốt quật ở phía chán quật nào trong chấm nốt y nì bạn chân là bê để quật cho chân em quật trong tờ lên tia à tờ lên bọn ôn đi chân các bạn bất bộ con nó quật tâu quật có bạn lời này tôi đây bạn có đọc bạn sẽ cảm hiệp ở kỳ dương mùi chết hà trong chấm nốt y nì cứ miên chán xong bê để nhóm to có nâu khăn chấm nốt này bị môn màu bàn tay nhưng chưa thà miền bông con dân khác quạt chia con chinu kê men bàn tay quạt có miền cầm nết này cả bạc tôm được luôn ảnh nhưng chưa chia thà cả bạc tôm được luôn ảnh đầm bông dân ai chỉ miền giấy thiệp bàn tay bông con mặt nên là khác trong miền tôm được luôn ảnh à chưa có mình bạc nhầm tình bàn tay bàn thà nên là khác để quạt ở miền đây sao mai thà trong miền tôm được luôn ảnh à, miền thế bạn nó không ở cục bao nhiêu miền thế bạn bà sân thì miền chui comment ở nhóm à, bàn mà nhẹ mùi máu à nhóm chưa tha pe khá dương thua ca nghe và trăm nhưng có trong miền pe và lia à pe tới vương bốn mặt trong miền pe và lia trong miền sợi phim à rưỡi quan nhiêu bạn ha trong miền ca nghe đây chỉ mà chắc ca được luôn ảnh bạn chỉ tu tư cứ dương thua ca nghe và trăm dương mình ai và cai chỉ muốn làm tập cai dương bàn tế quạt đầu mà đầu dương thua bạn này dương có thua tam quạt rồi bạn quạt chia mà chắc ca dương bạn thấy bông bông bạn là người xong rạp nè để có phương ca nghe bạch chăm cứ còn dô trong trường này tầm đồng bạn là người con tay cực bạch chip cực ca nghe cứ là ô từng con xong bạch chạy nào bông bông á tích nhóm này dê bà nên bông kinh thái lục rưu này dê bạm nè ai chỉ miễn phó bạc bó từ lời ca nghe bạch chăm để nhóm phương đai ở tên đắng ọt mê tên bông bông á trường này cứ nhóm trong một phía ở bông bông màn dô thà đồ viên ca nghe để nhóm phương rõ ngay nè giờ nó không nông trường này nè hay nó không nông cả lại nè khá bạn chẳng bởi chết hai chấm nốt y ní cứ dân cho một bàn tê à đôi để dân phương ca nghe bởi trăm rồi thằng ấy bè khá dân chư có chư một bàn tiết phương ca từng chư tâm ở đông bạn nâng ngày bật tế một bộ mặt miền ông bộ nạc nó trong chấm nốt này miền tế bạn nó không cực này miền đó à chẳng ọt ọt miền khó miền trâu tê bông bộ nạc ọt miền khó miền trâu tê bàn tay trong bằng hàng chùn thà dân nơi chấm nốt y ní cứ miền hà nị phay chả nè bê ní COVID mau xe xe nhớ đứa có sân tật kết trong xe xe dân ọt đăng tục môn tê bàn tay về miền Hà Nội phải chụp bức chụp vật dân khăn nè ngày nào mỗi kê bình chọc ca nghi ngày nào mỗi bạn là ngày sẽ được kết lệ cho trường đi anh à, dân có mặt đăng tục môn đài bữa ấy bạn ca nghi cứ kê trần nhận cầm nọt ở dưỡng
บาดชอบเพิ่มไปน่าจำนวนก็ชอบได้แค่ใดจังมาเจ็ดห้าบองโอนเตอร์สกามพีเป็นเต้บองโอนเตอร์ทัวร์การตัวปลกรรมติ้งจิวัตธรรมดงบองโอนนะครับจองทัวร์การงี้โอเคดอลอายุจะห้าบาทดอลอายุห้าหกสิบหรือก็หกเจ็ดสิบบองโอนเมียนเท่านักลงกรุ๊ปนี้บาทบาสันจะเมียนบาสันจะเมียนช่วยคอมเมนต์มานะยิ่งชื่อทัดเมียนดิเกี่ยวกับเต้าก็ยังจองทัวร์การงี้อยากไปคลายปันตายยังเหมือนดังแฮยังต้องประกอบอาชีพกรรมอะไรเป็นเต้บางคนแบบโดยสารยังตอนดังไม่นัดจังยังเมื่อจำนวนแอร์ต่างออกนี่การเงียตีปีจำนวนแอร์บัตรคือเชี่ยมจากการคนไอ้จังเชี่ยมจากการคนไอ้นั่นคือยังจองดาวตะเลอเนี่ยได้กดบักตบเด็กคนไอ้จังยังนู้ทัวร์การเงียประจำยังก็อาชีพตระเกียกรุกรงเตียงเปเวลีเตียงจำนวนไรจังยังก็มีกำหนดมวยแต่จองบักตบเด็กคนไอ้มวยจิตตัวเต๋อภาษาในยังบักตบเด็กคนไอ้มวยตีมวยยังก็เตรียมสั่นเตรียมเอาไว้ยังโอนบัตรเมียนนำต้นจีบใส่เมียนนำต้นเมียนเปเวลีบางโต๊ะมวยบัสนเจยังบัสนเจยังอดเมียนเปเวลีเอาโต๊ะยังยังบงโอนสานักมือรูปเพียบนะสู้ถัดโต๊ะนึงคลายเต้าจียังไม่นัดเงินนะกดบางยังบัสนเจยังอดเมียนเปเวลีเอาโต๊ะยังบ้านปัจจุบันนั่นคือยังเตรียมเมียนเปเวลีเอาชมวยหนึ่งโต๊ะยังเราโหดทางใดบาทปันไตกรอไทยยังเชื่อมจักกาทำมาหนึ่งตีจังอุทธรไทยยังบางโต๊ะเด็กคนไอ้มวยเจ้ายังบางโต๊ะเด็กคนไอ้มวยบาสันจียังบางโต๊ะมวยยังอดมีนจุ่มนะดังสู้ทายังบางการอดบางคนบาทอดกาตีตีปีอดมีนดามต้นอดมีนลอยชันก็มันไอต่อบางโดยบางโดยที่ใดเป็นเต้บางคนจุ่มวันนี้บาทตีใบอดมีนเปรเวลีจังสู้แทนบาสันจียังบางโต๊ะมายังอดมีนเปรเวลีจังสู้ทายยังตกรบกรงหรือก็ต่อเมื่อไทยโตบอลจะนี่ดาวดับเบียดแน่บาสันจียังอดมันบางใจเปรเวลีเอาโต๊ะยังคงเป็นเต้บางคนบาทจังตรองจุ่มวันนี้ตอนทายเยอะนี่คือมาจากการพวกนั้นปัตตานีบางบอลสะสมัยมือรูปเพียบนะยังมีโต๊ะอุทธรธาโต๊ะกาแฟมวยจ้ะโต๊ะกาแฟมวยบาสเซนเดียงอัดมีนโกนไฮหรือก็โกนชนูเลยจังก็บัดไอเยงก็มันไอเฟอร์ดคนไอมาแต่ก่อนตัวเองจังยังก็เติมมีนกำลังยังเติมทัวการเชื่อมวยในมือโดยที่ได้ปัตตานีบางบอลบัดตรองจุดนี้บัดไฮยังมีโต๊ะมวยเนี้ยมันบานไปเจ็ดแฮយើងបដាក់ទុនតាមម្ដងចប់ទេព្រោះអីបាទយើងដាក់បដាក់ទុនថ្ងៃនេះយើងត្រូវបង្វិលទុកថ្ងៃស្អែកលុយដែលយើងចំណេញថ្ងៃនេះយើងក៏ត្រូវគត់គង់ទៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ត្រូវគត់គង់ទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃមុខនេះគ្នាផងដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចអេសនេះគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាបាទយើងត្រូវប្រើដើមទុនច្រើនយើងត្រូវប្រើគេហៅថាកម្លាំងបាទរបស់យើងនេះទៅបដូរដូចគ្នាដែរបងប្អូនសាកសម័យមើលរូបភាពថាអ្នកដូចចូលឆ្នាំពេលនេះអាចចាំមានបងប្អូនខ្លះក៏បិទទៅលេងស្រុកទៅលេងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅអាចចាំបងប្អូនខ្លះក៏នៅលក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងបើកដំបូងយើងជាម្ចាស់តូបមែនពេលទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងចង់បិទចំណូលរបស់យើងក៏អត់ដូចគ្នាដែរព្រៃបាទចំណុចនេះគឺយើងត្រូវសកម្មភាពរហូតបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចំណុច S នេះវាគ្រាន់បើជាងចំណុច E បាទចំណុច E គេជាអ្នកកំណត់ចំណូលយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណុច S នេះបាទណាត្រង់ចំណុចខាងឆ្វេងដៃយើងនេះគឺយើងខាងក្រោមគេហ្នឹងបាទគឺយើងអាចជាម្ចាស់តូបខ្លួនឯងយើងអាចកំណត់ចំនួនខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាយើងមានសេរីភាពទាំងអស់នោះទេបាទដូចក្នុងយុគកូវីដពេលនេះបងប្អូនដឹងទេថាពីមុនមកអ្នកខ្លះមានតូបច្រើនណាស់បាទ20 30តូបឯណោះប៉ុន្តែបងប្អូនសាននឹកមើលរូបភាពបាទនៅពេលដែលកូវីដចូលមកពុបឃើញទេបាទអ្នកខ្លះក៏សល់ត្រឹមតែ2ទៅ3តូបអ្នកខ្លះសឹងតែមិនសល់គឺបិទទៅទាំងអស់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានហានិភ័យណាបងប្អូនណាបាទណាមានហានិភ័យព្រោះអីបាទអត់មានប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតចំណូលពិតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតចំណូលនេះគឺយើងសាងរយៈពេលខ្លី3ទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានប្រព័ន្ធទេគឺយើងត្រូវហាត់គឺយើងត្រូវហាត់សឹងទាំងជីវិតតែម្ដងមានបងប្អូនណាខ្លះចង់ធ្វើការឲ្យគេទាំងជីវិតណាខ្ញុំជឿថានៅក្នុងនេះអត់មានទេពិតទេបងប្អូនបាទគឺយើងចង់មានពេលវេលាចង់មានក្តីសុខចង់មានសេរីភាពជោគជ័យក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពិតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនជាថាចំណុច E និងចំណុច S នេះគឺយើងត្រូវសកម្មភាពផងដែរយើងត្រូវសកម្មភាពទាំងជីវិតតែម្ដងណាចំណុចនេះបាទណាចំណុចទាំងពីរនេះបាទគឺយើងត្រូវសកម្មភាពទាំងជីវិតឈប់ពេលណាចំណុចរបស់យើងក៏ឈប់ដូចគ្នាដែរបាទយើងត្រូវសកម្មភាពទាំងជីវិតតែម្ដងបាទឈឺក៏មិនហ៊ានឈឺឈប់ក៏មិនហ៊ានឈប់ណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឈប់ពេលណាចំណូលរបស់យើងក៏មានដែរហើយអ្វីសំខាន់ការងារខាងឆ្វេងនេះ
យើងមិនអាចផ្ទេរគេមរតកឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់បាននោះទេព្រោះបាទតន្តតែគាត់នេះមានជំនាញដូចយើងបាទលក់កាហ្វេកូនយើងអ្នកដែលគាត់តយើងបាទគាត់ក៏ត្រូវមានជំនាញដូចយើងដែរណាឬក៏គាត់លក់ហ្វ្រេនឆាយផ្សេងៗអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែសកម្មភាពរហូតមានបងប្អូនណាខ្លះបាទមានក្តីស្រមៃមួយថាខ្ញុំនឹងសាងគេមរតកមានទុកឲ្យកូនទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវវិភាគមើលចំណុចនេះបានច្បាស់ត្រឹម3 4សែនឬក៏5សែនយើងចំណាយប៉ានេះយើងមិនអាចទៅបដាក់ទុនបានទេបាទការបដាក់ទុនដូចជាសាងអាគារមួយចុះការសាងអាគារមួយទីមួយយើងត្រូវមានដើមទុនមែនអត់ត្រូវមានដើមទុនច្រើនគឺច្រើនតែម្ដងណាអញ្ចឹងការសាងអាគារមួយគេប្រើរយៈពេលខ្លីទេបាទ2ទៅ3ឆ្នាំឬក៏3ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងការសាងអាគារមួយឬក៏ផ្ទះជួលអផាតមែនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងប្រើពេលវេលាខ្លីនៃការសាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាងបានហើយគឺយើងសប្បាយទៅតែម្ដងដល់ខែគឺដឹងទៅយកលុយពីអ្នកដែលគាត់ជួលប៉ុន្តែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវប្រើលុយច្រើនបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ក្លាយជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនក្លាយជានិយោក្លាយជា investor បាទបងប្អូនត្រូវតែមកធ្វើនៅក្នុងចំណុច B ជាមុនសិនក្នុងចំណុច B នៅចំណុចខាងលើគេនឹងបាទនៅចំណុច B ខាងលើគេនឹងគេបញ្ជាក់ថាធុរកិច្ចបាទដែលមានប្រព័ន្ធឬក៏យើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរបាទអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដូចឧទាហរណ៍ដូចជាអានេះគឺមិនតន់ចូលសក្តិមលទេបងណាគឺយើងផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញមួយសិនបណ្ដាញផ្សេងសិនណាគឺជាបណ្ដាញស៊ីមទូរស័ព្ទដៃចុះបងប្អូនឃើញទេបាទស៊ីមទូរស័ព្ទដៃមួយបើសិនជាបងប្អូនទិញមកបងប្អូនមិនបានបាទបងប្អូនមិនបានទិញមកហើយបងប្អូនមិនបានបញ្ចូលលុយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មិនអាចលេងមហន្តរាគារដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតើយើងទិញហើយយើងត្រូវបញ្ចូលលុយទៀតប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងបញ្ចូលលុយនេះយើងអាចដាក់ជួម្ចាស់គេទេប៉ុន្តែបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាសេវែនមួយទៀតចុះសេវែននៅពេលដែលយើងទៅទិញយើងជួម្ចាស់គេអត់ជួបទេបាទគឺគេមានភ្នាក់ងារមានអ្នកចាំលក់ឲ្យដោយសារបាទដោយសារគេបង្កើតប្រព័ន្ធឲ្យបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាធុរកិច្ចណាដែលមានប្រព័ន្ធគឺយើងមិនចាំបាច់លក់យើងមិនចាំបាច់ហត់ដល់ខ្លួនឯងទេព្រោះអីបាទយើងបង្កើតប្រព័ន្ធមកស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងពាក្យថាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ធុរកិច្ចដែលមានប្រព័ន្ធនេះគឺមានផលល្អចំពោះជីវិតយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងដូចជាធុរកិច្ចសក្តិសមរបស់យើងអញ្ចឹងបាទនៅធុរកិច្ចសក្តិសមរបស់យើងគឺយើងប្រើពេលវេលាខ្លីមែនទែនបាទ3ទៅ5ឆ្នាំនៃការបដូរប៉ុន្តែ3ទៅ5ឆ្នាំនេះបងប្អូនធ្វើណាបាទតាំងចិត្តធ្វើសិនព្រោះថាធុរកិច្ចរបស់យើងបាទថ្ងៃមិនមែនជាធុរកិច្ចដែលប្រើពេលវេលា2ទៅ3ខែទទួលបានចំណូលច្រើនច្រើនទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យយើងនេះប្រើពេលវេលា3ទៅ5ឆ្នាំនៃការសាងបណ្ដាញជំនន់សិនបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមានប្រព័ន្ធនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទទី1គឺមានប្រព័ន្ធនៃការផលិតលុយយើងធ្វើដងទី2បាទគឺយើងអាចមានធនធានមនុស្សនៃការធ្វើការជំនួសយើងបានបាទចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ម្នាក់បែកទៅ5នាក់5នាក់បែកទៅ10នាក់អានេះគេហៅថាធុរកិច្ចបណ្ដាញបាទទី2គឺចំណេះដឹងបទពិសោធន៍យើងអាចចែករំលែកគ្នាបានហើយទី3គឺពេលវេលារបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសហគ្រិនឬក៏មានដៃគូអាជីវកម្មចូលរួមជាមួយយើងច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាម្នាក់យើងយើងម្នាក់យើងបែងចែកក្នុងមួយថ្ងៃ4ម៉ោងចុះបើសិនជា2ទៅ3ឆ្នាំយើងមានក្រុមការងារ100នាក់200 300នាក់ឬក៏1000នាក់ឬក៏10000នាក់ដោយលោកគ្រូចំណាំតពេលនេះឃើញទេបាទក្នុងម្នាក់4ម៉ោងម្នាក់4ម៉ោងហើយចុះពេលនេះគាត់មានក្រុមការងារបាទ20000នាក់បងប្អូនសនឹកមើលរូបភាពណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះបញ្ជាក់ថាគាត់បានពេលវេលាមកច្រើនមែនទែនហើយមានចំណូលបាទមានចំណូលគឺទ្វេគុណតែម្ដងពាក្យថាធុរកិច្ចបែបបណ្ដាញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះបងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងសាងហើយគឺសប្បាយតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះដែលចង់បានចំណូលនៅតែមានចង់បានចំណូលច្រើនច្រើនពី Success Mall ណាបាទហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូនៅសក្តិសិទ្ធិមកឲ្យបានណាអញ្ចឹងបើជាថាត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចយកខ្លះណោះអញ្ចឹងទី1អាសូមត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទី1បាទគឺចំណុច E ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមសកម្មភាពដូចជាយើងធ្វើការងារប្រចាំនៅពេលនេះចឹងបាទហ្នឹងហើយព្រោះថាចំណុចនេះមានច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទមានច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 95% ឯណោះដែលគាត់ព្រៃបាទមិនមែនគាត់ខុសទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនបានទទួលឱកាសពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងជាមេដឹកនាំនេះយើងត្រូវតែយកឱកាសល្អល្អនេះទៅផ្តល់ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនបាទប្រយបាទគាត់មិនដឹងឱកាសល្អល្អពី Success Mall ណាបើសិនជាគាត់ដឹងថា Success Mall អាចបង្កើតចំណូលឈប់ធ្វើប៉ុន្តែចំណូលនៅតែមានធ្វើប្រើពេលវេលាខ្លីៗនៃការសាងចំណូលបែបនេះបើសិនជាគាត់ដឹងគាត់យល់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៃការធ្វើ
អញ្ចឹងជាទូនាទីរបស់មេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាហើយដឹងឱកាសល្អៗវិសាសិតមកកុំភ្លេចបានណាកុំភ្លេចយកឱកាសល្អៗនេះចែករំលែកដល់គាត់ផងដែរដើម្បីបាទដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងអំពីការងាររបស់យើងយ៉ាងស៊ីជម្រៅផងដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះបងប្អូនគួរយល់ណាបងប្អូនបាទអះមានបងប្អូនណាដែលអត់យល់មានទេបាទនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនយល់បងប្អូនជួយចុចលេខ9ឲ្យខ្ញុំ3ដាមកនេះបងប្អូនបាទបើសិនជាយល់ចំណុចនេះណាបងប្អូនណាបាទគឺខ្ញុំចង់បងប្អូនយល់មែនទែនបាទចំណុចនេះបាទព្រោះអីបាទខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បើកចិត្តដោយសារចំណុចនេះដែរព្រោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការងារប្រចាំឲ្យគេទាំងជីវិតទេបងប្អូនណាចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានចង់ចិត្តខ្លួនឯងទុកជាប់ផងដែរបាទខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការគេហើយខ្ញុំចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងចឹងពេលនេះខ្ញុំក៏បានដូចគេហៅថាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំផងដែរណាថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងក្រុមបានណាបាទចូលទៅមើលក្នុងក្រុមបានថ្ងៃបងប្អូនអាចយកទៅមើលឬក៏យកទៅអានបានបាទព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនយល់បងប្អូននឹងអាចដឹងថាការសាងចំណូលក៏ការរកចំណូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅត្រូវកន្លែងដែរឬទេបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងថាខ្លួនយើងនេះនៅក្នុងចំណុច E ក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានគំនិតមួយថាយើងនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យបានជាម្ចាស់ការឲ្យបានបងប្អូននៅពេលនេះធ្វើការងារប្រចាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនបាទណាខ្លួនយើងធ្វើការងារប្រចាំមែនប៉ុន្តែសំដៅនោះបាទគំនិតឬក៏ការគិតរបស់យើងនេះត្រូវមកនៅចំណុច B ជាមុនសិនយើងត្រូវតែគិតឲ្យដូចជាម្ចាស់ជីវកម្មគិតឲ្យដូចជាម្ចាស់ការផងដែរតន្តែបងប្អូនបាទយើងត្រូវតែមានគំនិតបែបនេះបាទយើងខ្លួនប្រានយើងនេះយើងនៅត្រង់ចំណុច E ទេយើងត្រូវសកម្មភាពសិនប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែគិតចំណុចថាយើងនេះជាម្ចាស់ការឬក៏ជាម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរបងប្អូនបាទតន្តែបងប្អូនអើអញ្ចឹងបាទយើងមកមើលបន្តទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់យល់ខ្ញុំចង់បងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ណាបាទតេកតងជាមួយនឹងទឹកប្រាក់4ជំហរនេះផងដែរបងប្អូននឹងបានយល់ច្បាស់តែម្ដងថាតើការងារដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនៅចំណុចណាបាទមិនមែនយើងកើតសំទោសនឹងបងប្អូនណាបាទមិនមែនយើងកើតមកយើងចេះតែធ្វើឲ្យបានតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមែនទេបងប្អូនណាបាទយើងត្រូវដឹងផងដែរព្រោះថាយើងម្នាក់យើងអាចសាងគុណតម្លៃទាំងខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារបានបងប្អូនណាបាទយើងអាចសាងបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាគឺយើងចាំតែយើងរំពឹងតែការងារប្រចាំមួយមុខឬក៏ការងារប្រចាំតែមួយយ៉ាងណាបាទវាមានហានិភ័យចំពោះអនាគតរបស់យើងណាបងប្អូនណាបាទជាពិសេសគឺចំនួនក្រោយរបស់យើងបើសិនជាមិនចង់ឲ្យចំនួនក្រោយរបស់យើងលំបាកទេបងប្អូនត្រូវតែមានគំនិតជាម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យបានជាពិសេសគឺចូលមកសង្កត់ម៉ោនេះហើយណាបងប្អូនត្រូវតែគិតថាយើងនេះជាម្ចាស់ការជាម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យបានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចូលមកសង្កត់ម៉ោនេះបងប្អូនចង់សុបាយបានថ្ងៃចង់មានសេរីភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាដំបូងបងប្អូនត្រូវសកម្មភាពជាមុនសិនយើងត្រូវធ្វើឲ្យដោយការងារប្រចាំរបស់យើងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវតែមានការគិតចេញថាយើងត្រូវតែក្លាយជាម្ចាស់ជីវកម្មឲ្យបានអញ្ចឹងសង្ឃសិនមកជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេបងប្អូនណាអញ្ចឹងតនទាំងអស់គ្នាទេត្រង់ចំណុចនេះបាទបើសិនជាតនខ្ញុំសូមទៅបន្តហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់គម្រោងអាជីវកម្មរបស់យើងបាទទាំង6ផ្លូវផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះដែលចង់បានចំណូលចង់បានចំណូលច្រើនច្រើនពីសក្តិសិទ្ធិមកចង់ដឹងថាការចាយចំណូលរបស់សក្តិសិទ្ធិមកនេះគង់វង្សយ៉ាងម៉េចហើយមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងជួយតាមដានឬក៏ជួយតាំងចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងគម្រោងអាជីវកម្មរបស់យើងដោយសារខ្ញុំយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយកត្តាដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំស្វែងយល់ខ្ញុំស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំស្ដាប់ពេលណាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយនឹងការចាយចំណូលនៅសក្តិសិទ្ធិមកវិញនេះរហូតផងដែរខ្ញុំជឿថាគ្មានអាជីវកម្មណាដែលចាយឲ្យចាយចំណូលដោយសក្តិសិទ្ធិមកវិញទេបាទមានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលមកគាត់បានចំណូល2000 3000ដោយពេលខ្លះគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ផងបាទប៉ុន្តែគាត់បានចំណូលទៅហើយបាទបងប្អូនខ្លះក៏បាន700ដុល្លារក៏មានដែរអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់យល់ដែរអញ្ចឹងវាជាថាចំណូលរបស់យើងគឺចាយឲ្យយើងបានយ៉ាងពិតប្រាកដបើមិនជាបងប្អូនតាំងចិត្តប៊ូមុតធ្វើយ៉ាងពិតប្រាកដណាបងប្អូនណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងក៏មើលតកតងជាមួយនឹងកម្រិតជីវកម្មទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកម្រិតជីវកម្មរបស់យើងបាទណាចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ3ចំណុចធំធំទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអាចជាមានបងប្អូនអ្នកថ្មីចូលរួមដែរណាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមុនសិនអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវការប៉ាសពតក៏បានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ប័ណ្ណពណ៌ការឈូកក៏បានដែរបើសិនជានៅប្រទេសថៃ
chân bạn bây dân chậm này lôi trâm tập bay rồi mà hạn tệ bạn dân có tụ bàn pram tham gia tập tập vinh tim mui tụ bàn ca thanh niên như chỉ vật bao dân mà san bàn ở đây có bớt sinh dịch lôi đờ là smart nâng pi pon pram bay rồi đờ là phòng này bạn tp bạn tụ bàn chút giờ phone để chậm nuối hai nâng khai tập lập tập hall à tp bay có tụ bàn tụ sinh vào đây bạn ta đã xa pe đi cầm hôn bao dân cứ miền ca đi chậm ran thuê đông này chân nó pe đại bóng ôn được ngọc nếp tụ bàn đâu đầm này đi mui bạn đại cầm hôn bây giờ nick quật bàn tăng ao chẳng các bạn chẳng dừng có miễn dịch này cả lang tàu tập tu đầm này bạn bạn lang tàu tập tu đầm này không thông bạn chưa mua được một trang cầm hôn địch như đại nếu mong bồn bạn à chẳng chấm nó thì bốn ca tinh là thoát không đầm lại thì xe bạn cứ có đầm lại đài trên pi rong cha phong đài chẳng bị chết hai bóng ôn hoặc nên là pe đi nó pe thì dừng trên đầm tinh ở văn khang cao nếu có trên đầm tinh ở văn là vậy mua cái đài này chứ tu tàu dừng trong ban đầm lại tiếp bạn ạ chắc là penny o t bạn dân con để cho chúng tôi tay trăm đô la rưu có smart nâng ở tức prạng thay bây rồi bạn dân có ban trong trường đi phòng này đã có ban ca và ca là những trường vật tổ vinh mà sang ban phòng này hào vay được sẵn khám nông cư dân ban ID xong có trăm đô tông nên ca dục đột phơ ca tiết giang miên và sân đập phòng này hai có xong một chết ha ở rưu biên ID bỏ dân mùi dân ai sang ở chi một cam ban tu tiên tập tê phòng này cho chúng có cho tầm mà đón hay dân ai thua tìm xa dân ai thua chìm cắn chlong và tế bàn tiệt dân sẽ bảo bóng phố nạc khá để cất thả lộ à bà sân dịch cất thả lộ phố chui comment ha lộ lộ mà nè mùi bàn thêm mùi bàn rồi thả cho mấy xong khán đó bà sân dịch dân cất thả ấy dân cho chúng tâm đọc bay rồi bàn à chờ để cho tam bóng phố tham bàn phía dân tức à chân bà sân dịch dân cất tôi bạc nâng bóng phố chưa đấy ha dân bạn ai sang là chìm cam đồ khát thông bàn tì bây mặt xong tôi nè ca cất bộ dân cứ nó tôi bê và tái sản xuất món mà chiều ca mua được thông tin cho là bông ôn mà chiều ca hay rằng thông đồng đang mà đồ này bông ôn đấy bạn à chẳng mặt xem ra bông ôn à xong rồi con phòng này chi riêng rồi chín năm bạn nhé cơm mà chín năm cư dân complete mà to dù phòng đấy xem ra bông ôn này cho chúng mua cơm mà chín năm hai à complete mà to dù phòng đấy bạn có thể dân con đang mà to dù bạn nhé mà rồi hai sáu là ở đây có bà sinh trả lời thay có mà rồi hai sáu mà dân có được tổ bán ca thì nên dụ chịu vật từ bạc mà sàn bạc tổ bình phòng này bàn tay xong một chuyện á mình mong ông khác cho làm thằng lục kêu nhóm cho số hai là với nhóm mình bàn ca bạc khăn này dụ chịu vật từ lập bằng vinh xong một chuyện hai chuyện mà này toàn là dân chụp bàn về hai để mong ông nhé bạn là người bàn tay lo tê bà sinh gì cầm hôn mà dân có đòi ao xong tôi nhé mong ông nhé dân mượt khơi tê bạn ai chị dân đã tuần này dân có bị giặt luôn sao vậy bàn tay ở vai sông khánh cứ dân bơ mình khơi thay chỉ vật bao dân là ngày một nhé nâng tư chỉ bạc hà tỷ dân bao giờ để dân miền tục môn cư chỉ đừng mua đèn ô bằng phật đây bạn dân mình chạm bạch tục phía đây ao côn đưa co chấm non cao bao dân bật tay ông côn bạn nhé à dân còn tay chấm non tìm mua dân có bàn pi chấm non tư hai nhé bạn dân dân có mơ chấm non tìm pi được ngọc nỉ dân chấm non tìm pi bạn em chưa tham biên mong phôn dân nghệ trang cứ chọp chấm non nhìn mình tên bạn có tăng số thằng lục kêu bắt ta đồng này ít nhất nhóm thuê tơ nhóm ban ở vậy tự lập một vinh hai ca chơi đây là phải là chi một cam nhé nhóm thuê tơ nhóm ban ở vậy tự lập một vinh và cứ cột su chan mình tên một con dân để thay chim sẻ tên mình đồng chân dân ở mơ từ ngọc nha bạn chân cơ bắt chi một cam kêu chùm nuôi từ ngọc cư dân sắp tài miền ca và đã tôn sắp tài miền ca ở trong này đang tôn chùm một dân bàn tay là xác sự môi dân một bán trong này đang tôn tại ơi cầm hốn rưu có mê được non bởi dân tì trong cái là những cư dân mà đã tuần được luôn anh chẳng dân cũng mới đồng nai tìm mỗi cư chi đồng nai supervisor chắc đồng nai supervisor dân còn đặt tên là tập hợp đặt phơ bập na ở group pramper ha sắp bản tụ đây có bà kết chơi lời có bà hai chi mà rồi ha sắp đô la bạn đây có bà kết chơi lời thái có bà hai chi bay quan chân bạn dân có khai được chi đồng nai sụp supervisor bàn tay chi tu tư bạn là ngày mê được nông bà dân bạn là ngày trai mình tên cứ có đặt bàn chưa rơi vô đầm nành tôi tề cứ đây đầm nành tôi dân phơ tràn đông mình tên dân phơ rõ khai nhưng chết hà mà chờ vật mà đông bốn năm mặt trừ nhóm nè bông bốn phơ đầm nành ít tầm mà đông từ bạn đầm nành ít những dân anh sang chầm nô bàn tờ tiên chờ vật hai dân anh miên kê một đoạn dân anh khắp đồ à anh dân anh khắp đồ chờ vật bỏ dân mang nhạc bật một quạt phòng này bạn hai chiếc ca bạn đặt tôn nhàng trầm trừ bạn nơi ngày nay dân trong ban chầm nô tích được coi chầm nô tràn rồi viên ca sẽ cam và phía bao dân cái đôi chiếc ca bình tranh cầm lăng bao dân ít đôi cái nỉa và bàn tay rồi viên lên tập hợp về khóc nỉa chẳng sưu tha bóng ôn dục tích được coi dục tràn bà sân là dục tràn nhau này nó ai thua đầm nánh ít tình ọc nỉa bóng ôn nét
chân tầm này ấy đi bạn nhá dân chơi rất cần chọc nè này giờ sử dụng lắm của nó dân còn ta chơi rất là tập hòa tình bạc nào ở group bay quan bản tụ đã là không ai đi bao giờ của bạn mình nhắm của nó đã là không ai đi bao giờ của bạn mình bạn cần chơi lời có bà hai chi pram đôi là rồi có một mơn pram bọn bạn cần chơi lời bạn á chân bông ôn ai chơi rất bạn tham đột mình dù bố còn sọ xinh xinh away để bông ôn pra pra chăm bạch một bên đi nhắm của nó chẳng xua thay rồi ngày đi bông ôn tinh là tập hòa tin nè bạn tên nơi sở bên vị trí có tôm là chết tiệm bóng ôn mình đấy xua tạo tạo bình hà chân tinh rõ thằng ngày đi dân ba là vây tạo lập một bình hai đường nơi dân ai sang chùm nô bán hai đường tê dân ai sang chi một cam bán hai đường tê dân ai miên sách này ca bóng ca prạ chùm nô là dân ấy tạo lập một bình hai đường tê bao sân chia mặt ai sang chùm nô là dân bán tê bóng ôn có mơ thuê là sạc sinh mồ dân còn tại đô mi gần lại này ca prạ prạ tu tơ tê bóng ôn đó bạn dân đô pi ca tinh ao nhận đợt tây chuyện có mà tinh ở khuôn anh miên tạm đừng tệ bạn bởi bạn group phần tu từng on nó bây giờ chập ra miên trong ca nghi bằng bồn bạn kê nâng chai chia chùm nô là dường không ngôi phần tu cứ buôn ba tổ lập mà vinh bạn rưu có pram rô riêng là khang bà tê Campuchia phong đài bạn chẳng bà chuyện bằng bồn bạn group phần tu từng on kê miên chùm nô chai bằng bồn tổ lập mà vinh nơi bây giờ bằng bồn từng on kê nế chập ra miên trong ca nghi à chôn màu bạn xung bà chuyện á chẳng group là tập hợp từng on kê miên sẽ là sầm khăn bao giờ nếu muốn bạn bữa tham lên tập hóa dân pra nó cái này có bán thầy nè dân ai chơi được bán phân ta bà sân chỉ bông bồn pra nó khẳng kra bông bồn miên sức trâm tập pra tì hai dân mà đang thấy tham lên tập hóa bà kê nế bán cho cắt ở vầy màu khá bà đêm của ôn mặt miên bông bồn nhắc là pra từng pi mà rô pra dù dù tớ lăng đọc pi bây rô quang này miên tới bông bồn nó bạn nè sông nè phung nhóm tên mà đông quật bật chất pra hàm bồn mà ta quật tinh tham kê pra khẳng khao quật pra từng pi quật miên rô mùi rô pi à lỡ ra làng đọc buôn pram rô con này nhưng mà đang đi tham là tập hợp bởi kế nó nhận mạch nhưng mà đang chụp HTTP khá bàn tay là o tế bạn bác sĩ là dân score ở căn là sáng sinh mô hay dân cốp đồ bắt đầu dân mạch bạn bắt đầu pi cái lãnh tập hợp tu từ dân bắt đầu pi ở tế để chốn khai chiếc đầy của chị bộ cảm bắt đầu tham là tập hợp tin đi cứ miên chùm nồn miên lời là không nâng buồn á hà với sống khán cứ miên ở căn là không nâng tiệp nhóm to nhóm có thuộc cho chú bây đôi bàn trăm đô la thuộc phơi đầm nâng ích à mà đón bây đến nhóm sang chùm nồn bàn bạn buồn mệt mệt rồi rồi hai bấm nhóm có thua tạm một đồng được kia này hai chỉ tu tới vị trí cao và đặt tôn nhân trầm trời nắm bằng quân hả bạn vừa tha cả này chưa ba và đặt tôn âm mê được nuông được co cầm hôn tỷ bạn bay quan và tụ mà mơn pram quan ban đang bớt xin cho bông quân prom cho chúng hai có thua tạm một đồng bạn vừa tha nhóm to nhóm thua nhóm cho chúng bạn mà tận nhóm có thua tạm một đồng nhóm mặt trăm du thì bảo với nhóm cân hà cả này chỉ cao và đặt tôn được luôn ấy khi mình là chưa cam na để dân mình mà đặt tôn hai dân ai sang chừng nô ban tao tiên chỉ vật bẩm nè admin tây ông bố nó mặt bàn tay sắc sân mau chia ở cả đầu ông mới sẽ là bông bồn nên để con mình trả so mình miền lời tràn bàn tay trong mình là chia vào cam phơi đứa co trong bàn đặt tôn từ là chia vào cam và vây mưa đá miền hai lịch thầy chân bông bồn chơi ra sang sân mau cứ trơ cái lại nằm đồng và chân sân đá bông bồn để con còn hai lực cứu bàn hai đầu vây nhưng tao phơi đầm này tìm mui chân chia công ru đó là công càng ý bạn rút hà nè để con này nôm dương màu bao sân để con mình phơi thì u thon ngày nè nhóm này nó bông bồn màu bạn tiếng anh ấy cứ pi group nó học tập nè nó pe đi chẳng bao giờ thì nhóm này nó bông bồn màu nhưng mà toàn phơi thì nhóm chơi mà pi năm nhóm mà toàn phơi đầm lạnh ấy tì bàn tay nhóm này nó bông bồn còn nít phơi đầm lạnh ấy bông bồn người ta phơi đầm lạnh ấy từ bông bồn còn nít phơi tao bông bồn được ban chùm nâu à ban phe rồi tràn pi một trang cầm hôn bây giờ hai bông bồn ai sang chùm nâu tự tin chỉ vật bạn nè hai bông bồn ai miên kê một đoạn tốt coi chùm nâu cao bây giờ ban thiệt bông bồn phơi nè bông bồn nè bàn tay nhóm mà phơi chẳng xu tha bông bồn phơi tam nhóm đấy ọt phơ thì bây giờ bông bồn mặt đôi sai nhóm chùm một nè nhóm ọt phơ bạn chẳng trông ca nghe bởi dân đôi kia bà xin cho bông bồn chùm mau ngày ni bạn ở đây có không khai ni bông bồn mình toàn sao lại chất phơ thì à trông ca nghe bởi dân có ọt toàn phơ đài dân bay đôi ba dân một phơ lá trông ca nghe bởi dân có một phơ là được kia đài bắn tay sẽ là dân chùm mau dân cho lòng pika chai chùm nô cho lòng pika phơ dân có tăng cô đau này ca phơ ban lươn được kia đài dân phơ lươn crom càng nghe bởi dân còn có tăng cô đơn này cả phơi lươn được kia đây nè nên ngày không mình nè bao giờ để dân mê nó mình nè dân trăm pi khai mình chân crom càng nghe bởi dân có trăm pi khai được kia đây mà còn phơi mình chân mình nè pi khai và pi nè buôn khai bay nè clash nam mồm mình chân mình chơi ha dân mình nè dân trăm pi khai mình chân crom càng nghe bởi dân bay nè có clash nam mồm buôn sẵn nâng mơ được hiệp nè bạn mình chân bao giờ để bông buôn kết tham khơi nhọc cả hai có phơi tạm đong cho bông buôn nè bạn cái này nè bạn hai dân phơi tới dân miền Hà Nội tây bởi bạn phải tập hỏi những các bạn vừa mà phải nhé bạn thấy không có mặt
cứ giờ đông tôi dân còn là tinh và tập hợp để dân para para trăm bảy trăm ngày tỷ bạn dân còn tập đồ bị ca chai lơ ở tây dân có mặt tinh ở khu này ai sang chấm độ hàng tập vận động tây bằng quân à dân sẽ bằng quân đang khác để mơ khơi nhọc ca đôi nhom à, chưa có mình lên còn buồn mình đấy bay đam bay tham tiền à chưa có mình lên còn buồn bay đam thì có cái tiền dân dân có mơ chấm độ tị bay dân thôi chấm độ tị bay bạn á dân dân còn tại để xa vận tụ bạn không mặc hai có ở group Pirahasa bản tu dân có ai tự tu ban chấm nô rồi không tự đọc mùi phơi phong này chân sắp ra bóng phố nạc ra để trong ban chấm nô tiên vào mùi phơi à chui không bên lê còn buôn thì ngọt nè nó không nông nên bạn nát nè châu snap hay chỉ học sập nè bàn tay nè không bên đọc đọc nè tê bóng phố nè bạn đừng ai chui chui không bên ngọt nè chui ở đồng hay thì ngọt nè à chui ở đồng hay thì ngọt nè ta mà đông này ngày đập bây ở cam thì bây giờ ní miên ca của cao miên phía bước vô tơ thì ngọt nè bóng phố nè bạn ok bóng phố à chân sẽ ra bóng phố để trong ban chấm nô tiên của mùi phơi sản phẩm của nó mà trong đi xong khăn nó của nó bạn dân dô bị chùm nô dân dô bị ca rô chùm nô cứ nghe sưu không ca thơ mình tên hai dân ai được tôi ban được phép trực chơi chia và to phòng này bạn bởi đây bạn vị trí lâu này ca sang chùm nô là dân nhận bất của con phòng này hai ca thì dây bao nhau đi mình bên nhóm thì dây là tam chất được luôn anh tên bằng của nó cứ nhóm thì dây là tam ca này nó bỏ mà chắc không bao giờ ở phòng này nè ok bạn dân xâm ra bông ôn năng hát đầy quật nâu miên chùm ngò thay lục cừu hai đầu nhóm mà phơi đầm lạnh ít hai hai đầu nhóm trâu mà để xa và tụ pi ra sắp bẩn tụ tiền bạn dân trong cho mình nhóm có sông bằng bay cho bằng ôn vô bằng tích à bữa tham miên ở phía hôn mà dân còn ai chim miên ca vô cho lòng anh ấy cứ nhọ ban và tô tê bằng tay có đoạn tôn vô chăng nhóm nên mà bằng bành tích tiền chăng u thọ thang ngày đi chân miên tô mùi chăng tốt dân muối đo khai dân tàu băng thay tất thay phơn và tế bằng quân bạn dân tàu kết bởi chi ai mà chắc tiết rưu có cả lại dân chua phong này chăng sạch sạch mó bông quân mình chậm mạch đọc thân nâng tì mặc khai bao dân dịp bông quân bà thân nâng đọc mình ở dân là tinh nơi cả lành nè tinh nào tốt khoảng cao bất tế bạn sư bu gọt sọ hà mà bọn chi xảy riêng dân ở dân là tinh nơi cả lành nè tinh nào khoảng cao bất bên ấn chân dân còn tài dục lưu để dân chậm này bị chăm ngay nếp bạn á vô một tinh nơi cả lại nít tập ở nâng tì bạn nếu bị chia ca bạn đặt tôn được luôn anh hai quay sòng khán xa kha và dân ở bên miền rồi hốt nó xam sắp đặt buôn xa kha dân dân bạn đặt tôn được coi dân bong thay tức hai phương trâm tại pi rồi ha pi ra sắp bản tụ được có kênh trả lời có ba chi mà bọn ba tì bàn tay dân ai thua chi và cam dân sẽ thể được hiệp tông một phần này nè mong bố đó bạn bên đi xam sắp đặt bay xa kha pi tại bay xin tiết miền đo rồi xa kha một sản lượng mơ được hiệp nè chân dương là sao bật tụ trong ta một con mát tỷ nhưng chưa tham một con mát bất sẽ là dương mình tinh cái này nhé dương tinh nó hàng cao có o lớn hơn tiền bạn chân chưa tham ca là sao bật tụ mình men chưa về đẹp bao dương nút tỷ bàn tay được sao dương đến mình tân men phim chưa mê đẹp hôm dương nơi kết tham ca là sao bật tụ chưa về đẹp nó lại nâng bạn chân được nhóm to đấy có crom ca nghe từ ngọc nghe nhóm sông prap tha ngày ti mua được ngày ti pram nhé trâu phơ kịch ca luôn ai để bàn chọc ca để xa bẩn tụ vì chia tu nửa ti bờ dân chia mây được nôm sạp hơi bàn bờ dân chia dân trăm trong khai được có trăm ngày ti xăm sâu để xa bẩn tụ trong ca nghe bờ dân có trăm được như này dân dân chia mây được nôm trâu trâu phơ chia cầm ru được trong ca nghe bàn lừa đồng phật để xa bẩn tụ ngày ti mua là ngày ti pram thôi chọc trong lao đồng này trong miên chầm nô và trong plap đô đồng này có đi bạt phơ kịch ca dân ở bàn chọc sân bàn bờ đây bạn cái này cứ chia ca mà đã tu nửa luôn ai để bạn ta bớt sân chia bóng phố nên nơi ta mình phía đẹp chân đoạn đi à bị bạn á, bị bạn nó ca sang chân nơi vẫn tịch và đây bạn dân nó kết thay vị trí phía đẹp nó lại nâng ở bạn kết thay vị trí tuôn là ti vị trí càng nghe bỏ dân phố bạn à chị một càng hàng cáo rồi rồi khai dân tự bong ở kia mới nọt bong thay tức thay phương thay đây xem xe nhân tử nè nên ngày cứ cho anh giang mình tên bắt tay sang sân mô bỏ dân mình chậm bạch đọc thay nâng tiền bạn xa khá có mình chậm bạch tầm mơ thay được luôn anh bạn ti tăng có dân mình chậm bạch từ kia thay đau mưa thay được luôn anh thì tôi là tim của dân cứ phơi một tô bởi dân nhé ở lỗ bẩm phật tại bệnh tì bạn vừa tha nó bên cái công phật dân có miền nông trạng to luôn hay bạn xa khá có bằng cao ở công ty gần lại nhưng mà đông nghi sưu không ca phơi bên tên dân tôi là tim của dân còn tại được xa bằng tụ ở luôn anh bạn được anh dân thật còn tại sang một tô của luôn anh tại bệnh tì nhé hỏi bị bạn nội tì nhé dân sau đó bông ôn đặc đại ban đại xa bằng tụ hai bạn á ngày này có ngày tì đọc hai à, chân sẽ bông bông đang đại ban để xa bẩn tụ pi rồi ha sơ bẩn tụ hai chuôi không bên ha nhóm ban để xa hai à, rồi có chất lên bằng buôn bay ra mùi tiệt là bây nhóm ban đang tha bên những bông bông ban để xa bẩn tụ hai nhanh xong rạp mê được non chim xe tầm đồng.
Ok bạn á, để sai nó. Ok, à, cũng có nhóm đó bạn. trong trong đi bạn dân chi tu yang nó, chi tu yang nó công ca nghe đó. Nên ngày. Ok bạn đang ngày ô hô bạn á, à chờ để ta mà đông. Nên ngày chi cầm ru đó 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 lo bạn á chung phụ ở phía hôn bây giờ. Ok bạn chân dân tụi mới chùm nô tụi ngọc ní. Chân chùm nô tụi ngọc bây giờ ní xong mà chờ thà. Cấp chùm nô tụi ngọc cư dân ta đang chứ mà chùm môn sấn. Thay dân màn pi chùm nạc khác nó. Ok, à để sao tụi ngọc ní nó bạn ô lo bên tên bông bồn á. À lo ta mà đông. Ok đấy. À, chứ bật xâm linh mình nhung phong bóng. Ok, bọn bố nè, bạn chân dân của mơ chùm nô từ ngọt khní, bạn chùm nô tí muối. Mình chân xâm rạp bọn bố nè khá đã chú chết luộc, mà nâng chú chết luộc, chú chết bùng đi tìm xa, khang hà bọn bọn. Ở đây có chi sẽ đầy riêng. Mình chân bọn bố nè, tí ní cứ trơ gần lại, bắt đầu, nè bọn bố nè bạn. Mình chân tiện tôn chùm mơ chùm nô tí muối. Chùm nô tí muối cứ dân bàn bị cán luộc. Bọn bố trong luộc đông của bạn, lụi đi của bạn này. Phần tập hợp của dân cư miền tràn bằng bồn nát xong một chết hà. Phần tập hợp của dân cư miền tràn đạt miền cực nó phải cứ chất mà rồi một phần này. Chẳng một chết hà phía hôn được ngọc ní. Rồi có bằng bồn nó này trong phương tìm xa nà mùi của bạn này. Bạn mình hà thật tập hợp krom tì mùi, krom tì pi, krom tì bay, krom tì bốn, krom tì pram tì. Chẳng sạch tà lơ bằng bồn nó này thà trong chặt tìm xa nà mùi. Bạn bên đây nhóm chữ than này để cột miên pành hà sau cuộc thi qua tràn miên pành hà từ lâu đây sai trong ca qua tràn miên pành hà từ lâu ca bỏ đi phục tức qua tràn được như này cứ miên tràn miên tên là bên đây chẳng tôi là tí bây giờ này cứ cho ta cái pành hà đó quạt mình mềm dân tôi bằng không ao quạt tinh như có tôi bằng không tôi giúp được phần này tôi lụa ao quạt tạm ở đâu là tí bàn tay tôi là tí bây giờ dân tao kết hai dân nhé trên nhé tôi đọc sai pành hà chung quạt phòng này bạn nè chẳng dân ở mơ thả ca lụa bây giờ nick dân mà hắn phần màn phía rồi phần này chẳng Tốt, nên ai sang thăm mình cho mày. thì bình mình không bốn Xong bật mạch iPhone nó bằng na ok bạn con chán ok anh chẳng những tiếng tầm tam slide để ok đồng tiền chẳng chấm nó tìm mùi cứ dân màn bị cá lụa lụa đông của bạn lụa đi của bạn này trong chờ nói thì bạn đấy chẳng dân tao tay chạm mơ tìm xa được khi đại thà bong bóng dân dân mình cho bạn tâm mơ để nói ngay tỷ bạn bớt xin dân trong luận đạch nhé dân mơ được hai bong bóng dân nhé điện nó không tiếp với dân cột miền bánh hà vậy khá cột miền bánh hà sau cuộc hiện tế bạn cột miền bánh hà từ đây sai chùm ca tỷ xong một trận hát bạn dân công mơ đồng lông điện để nó không tiếp được có điện để nó chết dân một phần ở đây con điện để quạt thua ca cho mùi dân phòng đài dân dân tao mơ thay quạt miền bánh hà vậy nhưng có vô ra tập hợp bây giờ nhé từ từ cái bánh hà chùm quạt phòng đài bạn dân ở tim muối chúng tôi tìm muốn cứ ban bị cá lượn chân cá lượn dân chúng anh mà phải pram tờ sam sập tờ sam sập rồi phòng này chân em xâm lược ưu thọ đôi chia phai tờ vi cho chân là tờ phò bởi dân cứ dân miền tràn xa bay dân trong lượn ở bay của bạn này bạn chân em xâm lược ưu thọ đôi tờ phò muối để mình chúng ta phai tờ vi là bây đồng bồn cho chúng mua hai bồng bồn tinh không làm lấy mà phai bồng bồn là chơi hàng sập bạn đây có lôi bạn bồng bồn rồi hàng sập bạn chân là bây đồng bồn cho tờ lượn không làm lấy bạn sam sập làm bình là đây có 1250 bạc. Nhưng chân là bây giờ bọn bọn dục tuần luộc tay tầm miên nè xong cho to thay mà nó chân những ai cho bàn ưu to thè bằng buôn rồi bạn dân có ai cho nó trầm mà bọn pi được có một bọn mà rồi bàn bàn tay ham đây khá cứ dân luộc không đồng lại để dân tình tử rồi bạn tìm mùi nó bây giờ dân tâu xa kha rồi còn nó bây giờ dân thua ca cầm món dân tâu pra tu sạp đại dân mà nó dân tự ra ủng hộ dân mình bạn nhưng chân có hôn quật đồng bào dân chơi chơi tụi tôi nó cùng này phòng này dân với chuyện hà cầm hôn dân còn có trong người dân chùm nhanh mình bạn bước hai dân ban pra càng hà pra cùng lăng tụi tên tụi phớ bạn nhưng có miền ủng hộ này càng phớ bao dân chân cùng hôn dân còn có trong người dân chùm nhanh bạn chân với chuyện hà bông con trong lụa ở bên các bạn này nó sẽ bó bông con lụa bán tràn có ban tên mình tụ có ban tên cầm rầy phòng này bông bông lụa ban mập ọp chúng tôi bông bông đang mình đang cái tháp bẩn tụ phải là vì cái bẩn tụ mình hạ bay pon bẩn tụ đưa co pi ra sao bẩn tụ thì không nên bàn hạ cho mình cả để xong pukai để cá lụa bàn chân bạn đôi giờ nè kêu bao giờ các bạn này cứ chân nên bàn tên nè để nhôm đều rồi chúng mình ọp không bằng ngay bạn cột lụa trên tràn bên tên mình hai chi mình hai hai bằng pon cứ
quất chi diêm chan tới kế bạn từng ngày quất su pi pan nhà hàng ok quất có đó sai pan nhà hàng ok này chẳng nghe để quất miên pan nhà hàng chẳng nghe bạn quất có trong chi mà nọ à quất có tình yêu tập prà prà phòng này chẳng xâm lăng nhom to nhom sâu prà pi can luận tình xâm lăng can luận phòng này một bữa nay bạn chi diêm post bạn đưa con bằng hoa đu phiệp không bằng ngay bạn bày đồng prắc ngay là nghị bạn kêu lên tập hoa dương chi diêm bạn trên dịch clip video phong trên dịch lục hiệp phong không bằng ngay dương tăng của đau của này nha bạn không bằng ngay dương post mà bày đồng bạn bày đồng có pi đồng của bạn này không bằng ngày kia bác sân chị bắn tay xong một chiếc bông bông nha bạn bác sân là dương post tạm bằng ở toàn miệng sự thật hiệp tỷ dương post dương thua video là ổ sạp bạn dương là dây biệt tham cho phần tập hoa là ổ sạp bầy bắn tay bông bông chưa đến hà bác sân thì dương một bàn chạp tờ rồi tệ chân rồi gọi dương một bàn xoay rồi tệ chân tế mình chẳng cao lộ với dương viên nông minh cầm rần à toàn thế bông bông chụp lại như bạn bác tha dương dương bằng hoa tam và giáng cứ sưu tham miên ớt nên để có tam nan nên để có trong đằng miên bàn tay kê một toàn hiếu xâm ra trận này càng tinh để cứ kê nó chăm mơ dương bạn bàn tay bác sân là dương chắc chắn tớ kê chắc chắn tớ rô nè để có chỗ chất lạc chỗ mà còn mình dương dương chắc tớ nè vì nó chung mùi đằng ca xoay nghe rốt nó chung mùi đằng ca chat tờ rô tệ chân hôm nay ai chia đồ bông dân mạch toàn trăm ok mà rô dân tì nè dân dân tờ rô kê không ổn đấy bạn nhóm đồ bông nhóm có thua đi kia nè tờ rô đọc bê thì nhóm có thua đi kia này cứ nhóm chat tờ kê ta mà đồng bữa tha ca thua clip video ca bằng hai video clip vì chia cho mình là o bay phần tao vay đài dân ách bật ca lộ trên đăng bán nó cứ dân chat tờ kê ta mà đồng chat tờ kê phim phim dân có số sục tục trong mình được dân có su pi ở tầm đầu cao một cây sần trên bên nào để dân chat tới dân đăng pi ca tầm đầu dân dây chung một quạt bàn phòng này chân dân có tư tình hiên chat kênh tích hiên su kênh tích su trong trong bàn bông bông nét bạn dân trong lộ đang trong mẹ tới để chân chan dân có tư tình chắc xoay ngô tới để chân được khi này bạn dân mang tâm để phô rú mang tâm để thơ video tam TikTok tam Facebook là o bài ở đây để cho mọi dân thơ bởi tỏ bạn ta vay đây là o cho nên nó cứ dân tôi ta hiên chấp vào tiện chuẩn rứa có cha tôi tiện chuẩn giang chia bật to phòng này tôi theo với chia chúng nói sầm khăn bông bốn mặt nên ngày giang sầm ra bông bốn đang đây mình toàn hiên cha tôi tiện chuẩn mình toàn hiên cha tôi đây của chi bạc cam mày mày bông bốn tôi thì hiên bông bốn mặt tôi tha ca thôi chi bạc cam mà dân cứ dân tôi nâu cho mùi nàng ca xoay nhau tôi nâu cho mùi nàng ca bông rích tìm xa chia bật to phòng này bạn năm bông bốn ok anh chân dân cũng mơ cho nó bằng top tiết bằng phố nát chân chùm nô tìm mũi cứ ban bằng chọc tờ hái chân dân cũng mơ chùm nô tìm pi cứ ban bị cà này nôm chân trang chân nó có ọt bị bà tê bằng phố nát ọt bị bà tê bằng phố mặt bạn chân dân cũng mơ từng ngọt nìa bà tê tôn chùm môi nâng chùm nô tìm pi cứ ban bị cà này nôm chân đôi đi nhau mà chạy khẳng đàm chân ca lụa bằng phố lụa ban có lo hơi ọt y tê bà nát vừa thay về chi chùm nô bởi chăm ngày ban bọc ọp có chia cầm rai ban pi bọc có chia cầm rai bằng dân cô chưa muốn là chia phần trăm bao giờ nè bông bồn nè bạn phần tay ở đây là quan trọng đó cứ bông bồn trao tài chia sẻ cái đâu đây của chị và cầm chia sẻ cái đâu ở tên để chôn nè tình nè prà prà là o sáu bảy phần tay ở đây là o cho nên nó cứ dừng trao tài sẻ cái đâu ở tên để chôn sẻ cái đâu đây của chị và cầm nè để quạt châu rùm chỉ muốn dừng bạn dừng trao tài sẻ cái đâu đây của chị và cầm nè để quạt châu rùm chỉ muốn dừng ở bàn ngày nay bông bồn mặt bông bông lụa có bàn cầm rai hơi bàn tay dương lụa dương có trừ 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 thôi sao vậy ở đây để thôi bật to bàn tay bà xin chỉ bông bông được ngọc nia ở đây có bị hôn được ngọc nia trong miên là chiêu cam giang sẽ được phía bạc dương vàng dương trong miên cứ để đừng móm á bông bông ta được chất phanh rồi đây của chiêu vào cam ở đây có ông gặp hiệp thamay thamay này cá chô rôm cho mùi dương ở bàn tràn bạn nế đây ngày bước hai chiêu vào cam bà dương cứ dương ta thua ca cho mùi đường mà nô đài không biết là chiêu vào cam nào để dương mình thuê cho mùi đường mà nô hoa dương ai chụp chơi bán à bật tên bông bốn mặt cha chi và cam bây giờ được nhỉ bông to bây giờ mẹ tên để chôn hai dân có sùng xăm bìa tên để chôn nên các bạn nhìn có tam đan mơ thao đồng này quạt dân nó để quạt dô bị ca nghe còn có xong lại chân để cá thôi chỉ mùi dương này dân xong rạp nè để quạt miên à tên để chôn công mơ đồng lô chỉ là khác bê khá có tinh đập ra quạt đăng thao là ô quạt có trong sang chùm nô được dương này nên có chi chung thamay bây giờ này bông bốn á nha dân chẳng dân có mơ chùm nô tìm phi được ngọt nhỉ chẳng chấm nó thì pi cái chân man bị cà này nó chẳng non mà nè bớt sẽ để cho nó non đầm này sụp đầm này sụp bay sớm ở đây có đầm này tốt trong con bạn bạn ở đây có đầm này tốt để dân bị chạy hàng đầm mình chẳng các bạn đầm này sụp bay sớm nó không có nó bạn là nó chạm man đấy
chẳng bao giờ chỉ nói không đồng này supervisor bao giờ này dân nói không đồng này supervisor dân ban bị ca này nói không mà nếu dân ban trong tập bay rồi ba tỷ rồi có sam sập rồi phần này đồng này mùi ni bông bồn hả bạn chúng mời tam slide ok nhé chẳng bao giờ này dân nói không đồng này supervisor dân ban trong tam mà to tỷ bạn dân này nói mà mình nè chẳng không mà nè dân ban tịch mình tên bạn dân ban không mà nè cứ trong tập bay rồi ba tỷ rồi có phần bay đô la bạn ta bao giờ này dân update không ai bạn update pi đồng này sụp nè mà đồng này ít hàng crom đi bạn mở đầm này ít nhím bạn dân dân có ít này dân côn và dân cho mau cột có xong lại chân để cắt phôi đầm này ít được chỉ dân này chẳng một sân gì dân ít được kia nè dân nó không đầm này ít được kia dân dân man bị cái này nó không mà nét bằng buồn rồi bạn dân côn và dân cột khơi dân man chùm nồi cột có trong man chùm nồi đôi chỉ rút dân này và tế bằng côn bạn dân nó pe để quật tầm này nó bẩn to và tầm này nó đi bi mà bẩn to tôi chỉ trao với dân cho à bị sao sao mánh chẳng tuân được tì bao nhiêu người dân cho thầy chui nè đại con này nó máu bê khác có mình tuân vô bị ca nghe tì chẳng su tha chỉ tuân được tì bao nên là kì bao dân chỉ áp lại nó khẳng lời chẳng dân con để chui ở cái vô bị ca nghe kê thua đầm lạnh ấy được hiện đại con bao dân con được không đầm lạnh ấy trao bao dân con được không đầm lạnh ấy chẳng một chuyện ha con dân man muốn đội ba thay chẳng tuân được tì bao dân nhưng mà squat tì nị bì nè bàn tay tuân được tì bao dân cho thầy chui ở cái vô bị ca nghe bạn dân có ban bị ca này nó bay đội ba thay bị lời đường tiệt chẳng còn buồn rồi bạn trao bởi những bay rồi bạn thay một lần tiếp một buồn sạc bộ mơ của mán mà bọn pi rồi bạn dân ngọt score thì bị bàn tay dân có cho thì chưa cho thông bằng chỗ cá nghỉ bạn ở chân có ban bị ca này nó bay rồi bạn thay một lần tiếp bằng này nếu bạn chẳng mà chạy thao đầm này sốp dân bàn tinh tế dân bàn bay rồi bạn thấy dân bàn tầm mặt to tế bàn tay bàn xin chia đầm này super với đầm này x chia sẻ đầm này x dân bàn thay một lần tiếp đọc hệ rồi chẳng sốp đầm x bông bộ đầm này dốt mình nè sốp đầm có x bao giờ này vô ích bóng bóng chui comment lên bóng buồn để ngọt nì nhóm có trong màn tràn đây bạc ca thua chỉ một cam dương tờ tràn bóng bóng ấy dương thua ta mà đong chọc hai dương màn chùm đồ tràn đi bạn chẳng sắp ra bóng bóng này miền bóng bóng miền mệt ở miền mệt phía miền tay của chư và cam tràn bóng bóng có miền sân để ca sang chùm đồ màn tràn khi này hai ở đây là sống khăn ca xoay nhu rô phía hôn mấy bạc vì chứ ca sang cứ đứng mũi sắp ra phía hôn để ngọt nì hai vì chứ ca chấp ra một chư và cam nhàng trầm trời bóng này ngày nay dân lụa dân có ban chấm đầu sao bây giờ đây tỷ nhé và ta vẫn sẽ để trong ban chia một cam nhận công vong trong miền sẽ được phép bập dụ ông vay dân tao từ miền ông có phép này cả chỗ luôn chỉ mua dân bạn dân mà nếu dân miền tây và liền mán đôi nhom với chị dân không mà nếu dân ban trai tây và liền buồn màu cho vẫn sẽ được dân tăng chất này cả xoay người bạn nhé dân rô chụp mình nè mình nè đăng ký tàu của bạn đọc nè chắc một chuyện hai dân miền tây và liền trả nó không có nó bạn dân trong trường hợp như bông bồn thật chẳng hạn chẳng cả xoay người có thể để chôn rồi có đại của chị và cam trơ chấp đam bị khuôn dân chỉ muốn sân dân trong chụp nè tăng chất trong chụp nè để quạt thôi chỉ mùi dân dân tuần đầu tiên bởi dân cứ tao tăng chất chỉ muốn sân dân tăng chất sắc xa tăng chất xoay nhô bản dân ở đồng này từ lời ca sắc xa ở đồng này từ lời ca thôi bởi dân chẳng mình chú tì bạn dân đừng chụp nè là bất con đôi chỉ dân này bạn vừa hai nhóm tố nhóm bà bê bê này ca thôi bạn ấy được dạy bê khlay mình tên tương tập bê năm nhóm có ách sang trường hợp bàm đi bàn chẳng ở play từ được nhóm ai thua ba đồng quân đấy bông quân đang có ai thua ba này bàn tay chưa được bông nhóm 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 tăng chất thua nhàng bên bà con bông quân đấy rồi ngày đấy cái nhóm nó tăng chất đài bên này nhóm miên chân nô bản này nhóm mà tăng chất phượt bên đây quân đấy rồi ngày có nhóm nâu chưa mùi đăng ca xoay được nâu chưa mùi đăng ca sắc xa được hiện đại bông quân đấy xong một chuyện từ bông bạn nhóm xong vậy thì cứ nhóm chat được cái chat mình tên rồi bạn nhóm trong miền tây để cho chat nhóm trong miền tây của chị bà cam chat đứa con nhóm trong nguyên phía hôn này cả chú luôn chứ bố nhóm tràn hai nhóm có cha từ rồi ngay cái nhóm nói cha này mình tích nhóm tăng cô đa hà mình tích chừng một phần nữa để nhóm cha từ kì và tay nhóm cha từ nhóm mơ đài nó mong bố nhóm mình hà dân cha là cha từ đôi mình ban bị phía mơ tì dân tôi đang tham bậc cô mình đến quật trời cả vây à sẽ thân nặng bậc quật đến nơi bập nè ca đồ nô bậc quật đến nơi chẳng mệt bạn chẳng bao giờ để dân chụp nè để quật mơ khơi nhỏ ca đôi dân quật miên cô đau quật trong miên trong man trong pháp đôi chú bất đôi dân mình bị bạn này cả phơi thì bàn tay này để quật rô mình toàn ban rô mình toàn chuột cùng toàn bạn thực chất ná mong cuối nó bạn nay nôm ở phơi bẩn to sớm bay là nhóm to rồi ngay có nhóm chuột bằng ca bà để sai ca mơ nghĩ pi một cô hàng cao được như đây bạn apply tương của nó bạn sớm bay là dân mình phơi nơi cả lại nhé dân có chuột sao bài bên tương vốn dân có chuột ca mơ nghĩ ca bà để sai sao bài ngày nay dân phơi ca nghĩ và chăm bao học ca một dân ngày nay dân bàn pi mơ này chẳng khai cái đó chăm cái dân trong bàn pi mới còn lại dân clear mất còn hàng ngoài tiền chẳng những có chu ca bài sao sao vậy phần ta số mình chạy tha
ការជួបការបដិសេធកាលនេះបងប្អូនវាមិនមែនជាបញ្ហាដ៏ធំទេបាទព្រោះថាអ្នកដែលគាត់មិនទទួលឱកាសពីយើងគឺគាត់អត់មានសំណាងអ្នកដែលគាត់ចោះឈ្មោះគាត់មិនធ្វើគឺគាត់មិនបានមើលឃើញឱកាសដូចជើងបាទអញ្ចឹងយើងជាមេដឹកនាំនេះយើងទទួលឱកាសល្អល្អហើយយើងបានឱកាសល្អពីមេដឹកនាំនេះអញ្ចឹងយើងរកមូលបានក៏រកបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទព្រោះថាប្រជាជននៅកម្ពុជាបើយើងនៅពេលនេះគឺមានច្រើនលានអ្នកមែនទែនអ្នកដែលគាត់មិនទាន់ដឹងមិនទាន់មើលឃើញឱកាសទីសាសិតមកបាទណាអ្នកខ្លះគិតបានត្រឹមតែដឹងតែគាត់មិនបានយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅដូចជារូបយើងតល់អញ្ចឹងមានតែបងប្អូនទេនៅថ្ងៃនេះដែលដឹងថាសង្គមល្អយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមឲ្យតែបងប្អូនអ្នកនេះតាំងចិត្តធ្វើកុំឈប់តមុនទៅបានហើយចំណូលរបស់យើងណាខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះតាំងចិត្តធ្វើពិតប្រាកដមិនថាណែនាំម្នាក់ពីរនាក់ទេទោះ100នាក់ក៏បងប្អូនណែនាំបានដែរបើសិនជាបងតាំងចិត្តធ្វើពិតប្រាកដណាដូចខ្ញុំតល់បាទណាក្រុមការងារដែលខ្ញុំណែនាំគាត់នៅពេលនេះបាទហ្នឹងហើយមិនតិចជាង170នាក់ទេអ្នកដែលខ្ញុំណែនាំផ្ទាល់ណាអានេះគឺអ្នកដែលគាត់ចោះឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំណែនាំមកច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចោះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំត្រឹមតែ170នាក់ទៅ180នាក់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់សកម្មភាពជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះបាទមិនដល់50នាក់ទេប៉ុន្តែ50នាក់នឹងអាចពង្រីកក្រុមការងារនៅពេលនេះទៅជិត3000នាក់ទៅរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាងបានយើងបង្កើតបានណាអញ្ចឹងកម្លាំងមនុស្សវានឹងធ្វើគុណទៅផងដែរប៉ុន្តែរបបដំបូងបងប្អូនត្រូវតស៊ូជាមុនសិនតស៊ូនៅជាមួយនឹងការសិក្សានៅជាមួយនឹងការស្វែងយល់ទៅជាមុនសិនដើម្បីបាទដើម្បីយើងសាងអាជីវកម្មទៅបែបនេះអាចចប្រើពេលវេលាបន្តិចប៉ុន្តែអត់ដោយការគេប្រចាំទេសូមបញ្ជាក់ណាយើងប្រើពេលវេលាខ្លីៗទេ3ទៅ5ឆ្នាំអត់យូរទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជឿថាការងារប្រចាំយើងប្រើពេលវេលាយូរជាងនឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងប្អូនត្រូវសាងសិនណាត្រូវបដូរពេលវេលាបដូរការសប្បាយរបស់យើងបន្តិចប៉ុន្តែកាលនេះបើសិនតែយើងជោគជ័យទៅហើយយើងជោគជ័យទាំងក្រុមគ្រួសារណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយើងគឺសុខសប្បាយទៅតែម្ដងណាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតស៊ូបន្តិចណាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បាននៅតម្រូវការឬក៏ការចង់បានប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើត្រូវហើយបាទអ្នកដែលគាត់មិនជួបការបដិសេធអ្នកដែលគាត់មិនជួបការមើលងាយផ្សេងៗបញ្ជាក់ថាគាត់អត់បានធ្វើអីទេហើយគាត់មិនដឹងពីគុណតម្លៃជីវិតរបស់គាត់ទេអ្នកដែលគាត់ជួបការបដិសេធជួបបញ្ហាអ្នកនឹងហើយដែលគាត់កំពុងតែសាងឱកាសខ្លួនឯងព្រោះថាគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ឧបសគ្គវាតែងតែមានឱកាសនៅក្នុងនឹងជានិច្ចប៉ុន្តែវានៅលើការមើលឃើញរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចោះចាញ់បងប្អូននឹងគេថាដូចជាការបាត់បង់ឱកាសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានថ្ងៃអញ្ចឹងក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនណាបានថ្ងៃរោគម្នាក់មិនបានក៏ព្យាយាមរកបន្តថ្ងៃព្រោះថានៅមានអ្នកត្រូវការឱកាសដូចយើងច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះគេអត់ទាន់ជួបតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអេអូខេទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលតស៊ូទៅជាមួយគ្នាអាចជួយខមមិនពាក្យថាខ្ញុំនឹងតស៊ូទៅជាមួយគ្នាឬក៏ចុចលេខ3ម្នាក់3ដើមទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរបងប្អូនណាហើយបើសិនជាតស៊ូទៅជាមួយគ្នាតស៊ូបន្តិចទៀតបងប្អូនណាបាទគិតថាបន្តិចទៀតយើងនឹងដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបើចំណូលបន្តបាទអញ្ចឹងចំណូលបន្តរបស់យើងគឺជាចំណូលនៃការបង្កើតកាយអញ្ចឹងទូរនាទីរបស់យើងគឺការបង្កើតកាយនេះហើយយើងក៏ទូរនាទីរបស់យើងគឺជួយអញ្ចឹងយើងមិញយើងណែនាំមកបានហើយមានអរងកូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងណែនាំមកហើយយើងក៏ត្រូវតែជួយដល់ជួយក្រុមការងាររបស់យើងដូចគ្នាដែរបាទជួយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចោះឈ្មោះហើយយើងនឹងនៅលើគេណាសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាបាទអាចជួយមើលតាមស្លាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចោះឈ្មោះយើងនឹងនៅលើគេបែបនេះនេះគឺជារូបយើងផ្ទាល់អេចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំនេះអេមកម្នាក់អញ្ចឹងយើងណែនាំមកម្នាក់យើងក៏ត្រូវជួយអ្នកដែលគាត់តាមយើងមកនេះបាទយើងណែនាំមកម្នាក់អញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងគឺណែនាំគាត់មកណែនាំគាត់មកហើយយើងក៏ត្រូវជួយឲ្យគាត់នេះមានក្រុមការងារឆ្វេងមួយហើយក៏ស្ដាំមួយដូចយើងដែរបាទអានេះគេហៅថាការបង្កើតផ្កាយអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងគឺជួយឲ្យកូនមានឆ្វេងជួយឲ្យកូនរបស់យើងមានឆ្វេងមួយស្ដាំមួយយើងក៏បានពីការបង្កើតផ្កាយភាសាសាមញ្ញយើងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរបងប្អូនណាបើសិនជាយើងជួយឲ្យកូនរបស់យើងនេះបានក្រុមការងារឬក៏ជួយឲ្យគាត់មានឆ្វេងមួយស្ដាំមួយដូចយើងយើងក៏បានពីការបង្កើតផ្កាយ52ដុល្លារនៅកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសថៃ1800បាតដែរបាទតួនាទីរបស់យើងគ្រាន់តែជួយឲ្យគេមានឆ្វេងស្ដាំបែបនេះយើងក៏បានចំណូលបងប្អូនណាបាទសូមបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងមានអ្វីមិនអអបាទយើងជួយឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជួយគេមានគុណភាពជីវិតដែលប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាបាទនៅពេលដែលណែនាំគេមកហើយបាទនៅពេលដែលយើងណែនាំគេមកហើយយើងត្រូវតែតាំងគោលដៅបាទត្រូវតែតាំងគោលដៅនៃការជួយក្រុមការងាររបស់យើងផងដែរជួយយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថាយើងម្នាក់យើងជួយឲ្យគាត់បានចំណូល
1800 บาทចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចំណូលនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលនៅពេលដែលគាត់មានលុយចូលក្នុងកងធនាគារឬក៏បញ្ជីរបស់គាត់ជឿជាក់ថាគាត់មិនចង់ឈប់ពីការងារសក្តិសមទៅទេបាទអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងបាទមុននឹងយើងចង់បានយើងត្រូវជួយឲ្យគេបានជាមុនសិនជួយឲ្យគាត់មានចំណូលជួយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្តូរជីវិតបានអញ្ចឹងគាត់នឹងអត់ឈប់ទៅទេអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងបាទនៅពេលដែលណែនាំគេមកហើយបាទជាយមតាំងគាត់ដល់នៃការជួយគាត់ឲ្យបានជួយឲ្យគាត់មានចំណូលជួយឲ្យគាត់មានសេរីភាពជួយឲ្យគាត់គេហៅថាមានសុខភាពល្អគាត់អត់ចង់ឈប់ទៅណាទេគាត់នឹងនៅធ្វើការជាមួយយើងផងដែរខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាដែលគាត់នៅដោយមិនមានលទ្ធផលបាទប៉ុន្តែបងប្អូនណាថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនមានលទ្ធផលខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាដែលគេចង់នៅជាមួយយើងទេបាទអញ្ចឹងតួនាទីយើងជាមេដឹកនាំនេះយើងជាយើងជួយណាជួយរកវិធីជួយរកវិធីការនៃការធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់គេហៅថាមានចំណូលបែបនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅធ្វើជាមួយយើងផងដែរហ្នឹងបងប្អូនបានថ្ងៃអ่ะអញ្ចឹងបាទកាលនេះគឺយើងត្រូវជួយគេជាមុនសិនបាទយើងជួយគេបានចំនួនយើងក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលចំនួនទី4អញ្ញមអាចទៅរៀងលឿនតិចហើយអញ្ចឹងចំនួនទី4បាទគឺយើងបានពីការចាប់គូចាយមានបងប្អូនណាខ្លះដែលបានចំនួនហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាចំនួនខ្លួនឯងនឹងបានពីចំនួនណាខ្លះមានទេបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំជឿថានៅមានណាបងប្អូនណាបាទនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងជាពិសេសគឺអ្នកថ្មីគាត់បានចំនួនប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាចំនួនរបស់គាត់នឹងបានពីកន្លែងណាខ្លះទេបងប្អូនភាគច្រើនគាត់បានចំនួនពីការណែនាំហើយនឹងពីការចាប់គូចាយតែប៉ុណ្្នឹងទេភាគច្រើនណាបាទដែលគាត់បានអញ្ចឹងយើងក៏មើលពីការចាប់គូចាយសិនបាទអញ្ចឹងការចាប់គូចាយគេតម្រូវយើងនេះមានពិន្ទុអាផងដែរអញ្ចឹងពិន្ទុខាងខ្សោយគឺតម្រូវមានពិន្ទុ1005ខាងខ្លាំង2250ពិន្ទុអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបានទេបាទការធ្វើតម្លឹង x មិញប្រហែលពិន្ទុបាទ3000មែនអត់អញ្ចឹង3000បញ្ជាក់ថាខាងខ្សោយនេះយើងបាន2គូបាត់ហើយខាងខ្លាំង2250យើងក៏បាន1គូផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានពិន្ទុទាំងពីរនេះកាត់ឡើងគេនឹងចាប់ជាចំនួនចាយឲ្យយើងផងដែរបាទក្នុងមួយគូគេក៏ចាយឲ្យមួយគូបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយគូបើសិនជាក្នុងមួយគូបើសិនជាគិតជាលុយបាទបាទណាបើសិនជាគិតជាលុយបាទបងប្អូននៅក្នុងតំណែង supervisor បងប្អូនក៏បាន600បាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងតំណែង X យើងក៏បានពីការចាប់គូបាទ720បាទបញ្ចេញសកម្មភាពដូចគ្នាប្រើកម្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាចំនួនគឺបងប្អូនបានខុសគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងតំណែង X យើងបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនខ្លះអាចគិតថាវាតិចเนาะប៉ុន្តែមិនតិចទេបងប្អូនណាបាទព្រោះថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺចាយយើងខ្ពស់បំផុតគឺ1600គូបងប្អូនណាបាទនេះខាងក្រោមនេះ1600គូបងប្អូនសហគមន៍មើលណាយក1600គូមកគុណនឹង720បាទបងប្អូននឹងឃើញសាច់ប្រាក់តែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនបានមួយគូគឺចាយឲ្យមួយគូណាបងប្អូនណាបាទបានមួយគូក៏ចាយ700បានពីរគូក៏ចាយ1400ជាងបាទចឹងទៅបាន10គូក៏ចាយឲ្យ7000បាន100គូក៏ចាយ70000ចឹងទៅបានណាអញ្ចឹងកាលនេះគេចាយយើងខ្ពស់បំផុតគឺ1600គូហើយនៅចំណុចនេះក៏មានមេដឹកនាំរបស់យើងគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់ទៅច្រើនអ្នកមែនទែនណាសូម្បីតែភីនូលេកឬក៏អាប់សម្ផុនរបស់យើងឬក៏អាប់ប៊ីរបស់យើងបាទគាត់ក៏បានចំណុចទៅរាល់ខែ1600គូប៉ុន្តែអត់ផ្លាយទេបងប្អូនបាទដែលគាត់ទទួលបានដោយសារអីបាទដោយសារគាត់ធ្វើមកច្រើនឆ្នាំណាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើមកបាទ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំបាទគាត់ប្រើពេលវេលាមកដែរប៉ុន្តែក៏សមរម្យណាស់បងប្អូនបាទគាត់បានពីខនេះដល់មិនទាន់រួមពីខទី1ទី2ទី3ទេគាត់បានតែខទី4កន្លែងនេះទទួលរាល់ខែប្រចាំខែបានបលាន152,000បាទដោយសារបាទដោយសារគាត់មានអង្គភាពច្រើននេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងចង់មានគ្រឹះដែលរឹងមាំយើងក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការស្វែងរកជំនន់សិនណាប៉ុន្តែកាលនេះបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងនោះទេសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនបាទបើសិនជាធ្វើម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏ធ្វើដែរហើយបើខ្ញុំនិយាយបែបនឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនគិតមើលបាទរូបភាពមនុស្សបែបនេះខ្ញុំក៏មិនអាចតណែនាំបានម្នាក់ឯងទាំងអស់នោះដែរប៉ុន្តែកាលនេះយើងធ្វើការជាក្រុមល្អទេបងប្អូនបាទយើងធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងមេដឹកនាំធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ណែនាំយើងមកបាទអញ្ចឹងទី1មេដឹកនាំខាងលើនេះគាត់អាចទំនាក់ជួយយើងបានមួយជំហៀងទី2បាទខ្លួនយើងនេះជាអ្នកណែនាំមកបន្តបាទទី3ក្រុមការងាររបស់យើងគាត់ណែនាំមកបន្តអះតន់ទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកជាក់ថាកាលនេះយើងធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹងមិនថាអ្នកណាណែនាំអ្នកណាទេអញ្ចឹងឲ្យតែមានបន្ទុកនៃការទិញចេញចូលអ្នកបិទសុបបិទអិចនៅកន្លែងណាអ្នកទិញផលិតផលទិញជីប្រើប្រាស់នៅទីណាក៏ដោយដែរអញ្ចឹងឲ្យតែមានការទិញចេញចូលនៅក្នុងការមើលថែរបស់យើងទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងគេនឹង
bật tụ từng ngon nó kê đình chai dương từng ngon mình thay dương tần này nó luôn anh trong ca nghĩa bởi dương có tần này nó bỏ bằng to bạn dân bật tụ từng ngon nó kê đình chai chơi chùm nôi dương từng ngon đôi để nhóm bật chuyện chân không còn hát bạn khang xóa kê vô bạn và quan tâm rối khang khang pi pon pi ra sập bằng tụ bạn dân bật tụ từng pi nâng cao lao từng song khang pê na kê đình vô bật tụ nâng chai chơi chùm nôi bằng phồn đầm nạch x mà prampero mình phải bàn toàn thế bằng con bạn ni hai bạn đề nhôm mà chuyện hai phần tụ cộng lại tập hợp mình phần tụ chẳng phần tụ còn những kê chai chia cho nó vẫn cứ nó không chuẩn mực như hai bạn chẳng nhôm xong tập thay cái bản tịch chẳng u thọ thang ngày nấy dương này nó mau mình nè quật phơi đầm nành ít mình nè dương man cái này nó mén bạn phần mua rồi bạn hai mình nói bạn chẳng phần tụ đầm nành ít nâng cái bạn bay pon phần tụ nâng kẹt man vô tuần hai tỷ rồi gọi man cắt tuần nào đây bông bốn nó mặt xong mà chạy nè kê vô mà chai bông bốn kho thì buồn tiệt chẳng bay pon phần tụ nâng cái mặt khang sau kê vô mà pon pram chẳng mà chuyện ha khang sau dựng bàn pi cu vào đây rồi bạn đầm nành ít dựng bàn cái này nó muốn được ba đây phần tay bay pon và tụ nâng kê vô mà trai chùm nô bóng nó kho tì buôn tiệt toàn đây không có mặt kho tì bà chùm nô tì bay được nè khăn ông mập cai mánh bạch bà buôn pon và tụ chẳng bóng bóng bàn bị cao bằng cao cai mà pon bay được ba thầy phần tay phần tụ nâng kẹt màn cắt cháu đi coi vô tần nè tì kê vô mà trai kho tì buôn ở bóng bóng tiệt chẳng bóng xa cất mơ nè ca một cắt cái mình màn dương chui côn dương bạn ban chìm nồi mà còn bay được bạn mình chẳng bay nhẹ nâng quật phơi đầm nành ích bay nhẹ nâng các bạn quật phơi đầm nành ích mánh chẳng không mà nhẹ bay quan và tụ ấy cho bay nhẹ mà và tụ của mặt khơi được hiệp đấy bay nhẹ có phần buôn quan và tụ phần này chẳng và tụ ngon nâng kê vô mà chai nâng kho tị buôn là bông ôn tiệt nhé này ngày chẳng cái này cứ chai bông ôn cứ miệt lan cũng loạn bên tên và ca này nó có bạn hỏi ca một cắt cái các bạn hỏi chẳng phần tụ ngon nâng kê vô mà chai kho tị buôn tiệt rồi ấy bạn cái bạn thề ót cầm nát thay nền na tần này nền na tế ai ta bẩn tụ nâng nọc nông ca mơ thay bằng chương kỳ vô bẩn tụ nâng mà chai bông ôn tiên nó không có nó bạn nhưng chân một chiếc hai cái này bà xin dự bông ôn nợ man nâu ở dù xô nợ nó không có nó bạn bông ôn ban chùm nó cứ tràn bên tên kho này đôi nhóm to nhóm có ban pi chùm nó đi hai bông ôn ban pi chùm nó như cứ tràn bên tên đôi xa bạn đôi xa nhóm chui trong ca nghe nè để quạt miên cô đau nè để quạt trong miên trong man cứ chui ở quạt pháp đôi chỉ vẫn đôi khi nhé chiếm xác cứ chui ở quạt miên chấm nó gọi là trong chộp tuần hai tỷ bạn quạt lâu tai bồ đề bằng to phần này hai con số một triệu hai chấm nó ni bông pol chạm màn đấy bạn chấm nó ni bông pol ai miên kê một đoạn tục hỏi cô nữa có nè đại bông pol sản lãnh phần này chẳng xông xu bông pol đồng bình hà ta bông pol năng khác đại phơ càng nghe rõ ngày nè đập bay côn đập bay một nỗi đại côn sản lãnh miên thêm còn chưa nhưng chưa tham miên cực cực nè bạn chẳng bông pol màu sắc sơn màu trời nè bông pol nè bạn bông bông cho chúng bông miền ID miền lấy cô sầm còn chẳng cái này nó dừng ai miền kê mà ra tục ai côn bao giờ út hoa thang bông phơ pi tập bay chân em bông bông ban chân nó pi mơ bay mơn bạn rồi có bốn chân em ban chân nó đôi lực lưu chân em tạm bình nhé bông bông trong miền kê mà ra ai côn bao giờ nó bạn chẳng còn ai côn em dục ID bao giờ mà được xa bật tụ bạn còn ai côn em dục ID bao giờ mà được xa bật tụ pi ra xa bật tụ dân sang ở quán ban bạn bạn sang ở quán ban dân sang mau ban pi mơn quán có ban pi mơn ở dân này còn tại quán ứng dụng ID mau thuê chúng nuôi dân bốn hết bạn chân nhóm trên ha bốn bốn học nét thuê ca rồi ngày thế đây có sang ngày chưa cam được ngày nét là bay ở đại dân sáng lành đó chân mau tí cứ trơ lại hai bốn hết bạn bà sân chia mình thuê đồng bay không ai có thuê đồng bay không có xa thuê đồng bay côn dân của mà này nè đồng bay bạn đồng bay của mà côn dân của bạn đấy có chúng nó cao bây giờ nó là bạn phòng này bạn tôi thay cái này nhé chúng nó bị miền nam cầm nó sắp hai vòng bốn đấy bạn cho nó bây giờ sang ban côn và dân có sợ bài đôi để nhau một chạy hàng nam chẳng dân mình đệ dân sang ban nó bạn dân chung chơi nơi cái này đi cầm đồ sao bây giờ có chung chơi được như này bông con mơ khơi được hiện tại bạn được cứu cho ra mà tặng nó về đi bông con mơ khơi cho bạn con mình đệ con sang phim chung chơi nó về đi cầm đồ xa và con cứ sợ bài rồi ngọt lên tại đồng chiếm sẽ cứ bông mà này và con đấy bạn bạn nhưng mơ khơi được hiện tại cứ o cha mà tên bông đấy bạn anh đây bộ con bị môn máu bạn chưa bộ cô thầm bạn mình thì bạn cứ nè xong nè phù mà bạn cứ sưng đặc con đấy chưa công đồ xa môi đài mình sơ chỉ miền lôi tràn những cái quan tài bên đấy quật khai được chưa bộ cô mình đài miền phía là bay đập hai những miền kê chung mua tập từ bình điện nè ông bố bạn chân bà sơn để trong bạn được con bóng bố nè tất cả to su dân bông con nè bạn này ngày thứ hai cái này nó bay được dân sang bàn hai dân miền ong gặp hiệp bàn hai cứ nghĩ xui mình tên bông bố nè bạn quan tài đôi để nhau mình chạy hàng đam chân bông bông tôi tập đô sân vô pê và lia bông bông nhé bạn mộc đô mà sang cho môn sân tôi tha chia tu tứ
chi tụ tấu và xin chào bông bông đừng ngọc nghe mình bàn Mất đồng lai bạn rất có bài trai về lý bạn luôn tế việc có mình ai tụ tụ bàn là tập hò được nghe đại nè chân dân trong màn là tập hò trong màn cái hà phía công bông nè vì tôi chấp đang bị ca sang xoay vô cho môn sân ok đây mỗi bạn chân xong đã bông bông là khá để mơ khơi nhọc ca được nhông à bông bông ai comment chưa comment bàn đến bốn mặt nè rồi hai cho bốn ông thấy nó mơ khơi nhọc ca được nhông à vậy thì nhông style để quật chụp tụi với nhé bạn cứ đời xa con ứng mình cho lòng pi cầm đòi chìa vào cầm bàn tay có mình bàn sát hai đi để quật chụp từ cứ nhông style nè để quật đập chìa mùi nhông về nè quật đập hay bàn tay quật chụp từ nhôm xanh sợi chiên điện để quật chọc tới đôi mình đừng ở vậy tiệt ngang phố đã bạn đang ngày chẳng nhôm trong bộ này si chấm râu từ từng ngóc nia hay có xoay vô từng ngóc nia à chi vào cam bộ dân cứ thông đồng ngang phố đã bạn đang ngày bao xin để dân vô dân đăng làm pi người dân từ xa là bọc cơm hôn bao dân vô làm pi tu sĩ lại là bọc cơm hôn bao dân cột bằng cát lang mau bạn vô làm pi ca chai chấm nâu nhưng chưa tha miên đại na để quật trong chọc bị sạc xem nó tới tì nè để quật chọc tới cứ cột miên ca cất áo với chấm miên từ lời thôn anh bạn cốt clear cho mỗi khuôn anh ở chọc từ cột chọc từ nè dân nhưng mà cho bộ đồng nghiệp hai chi pi group nó hai sập nè hai sập trầm pơ nè là pe đi bên tốt bị sập nhầm hơn nhưng mà cho bộ đồng nghiệp nè ban trâm để sập hơi hai hơi ở ban ở đại đại phu ở ban tăng chất phu ở ban tăng cô đang để ca dụng chùm nô bị sắc xem mô tụ với nên nhầm san sập hai chiên nè để cột chọc từ đó mà đang ở bệnh viện đang bộ đồng nghiệp dân nhưng mà mới chùm nô tìm ra được ngọc khí bạn dân chùm nô tìm ra cứ nghe sưu thêm một nè bạn tiện tôn cho mình cam sức thân đặc nồm chẳng trang cho mình bằng con mặt tiền mời tiền ngọc ní chẳng tuân tí bởi dân cư dân chui ở con bởi dân ban mà mơn bạc đó chui con bởi dân nhẹ để con ai nôm dân mạng ban mà mơn bạc dân có ban là pi bón chào bởi dân tiết bạc chào bởi dân tiết ban mà mơn bạc dân có ban pi bón á bạc mình bên chui mà mơn bạc thì cứ mà bón dân có ban pi rồi à mà bón ban pi rồi mà mơn có ban pi bón bạc cứ dân tàu tam lưng phong đai bằng con á bạn là người chẳng trong chân này bạn là ngày trao bộ dân có bạn đọc hệ đôi thay bởi lời đường tiền chẳng còn thay chân này nhưng mang tăng 20 hệ đôi bạn đây bạn cho bông bông sáng đăng mơ rụp hiếp à lực rưu cho nào mà tặng nó bên đây bạn quật chui ai nệ cừu nào đây mang một khai pi sàn cho bông bông cực mơ nè còn đặt kho này có bàn bảo màn đấy bông bông bạn hơi nó nhóm tiết à nhóm bán buôn mơ bà đấy cho quật bàn bảo màn tiệt bàn tay mình đọc đọc vì nhóm ai quật hả bạn cứ mà chắc còn muốn quật khơi ca chui ca đực non mà dân mang ôi quật có thêm ao dân bị lời đường tiền từ nhé nên ngày chẳng cả những cái chai chồng nó bông bông mang chân chẳng bông bông mà mơ mình bạn tha ta hà đập trao bởi dân cứ ban tích chừng kỳ chẳng trao con bởi dân may mắn bông bông mặt trăm màn đấy con pí trao buồn trao buồn trao tụn bầy hay cho bông sân dân tăng chất thương bên bà con pí đập bầy chân mà con bởi dân đọc nữa đi con rồi nè u thoa tha con đọc trao trao mán bốn con đọc trao một thầy trao một thầy trao tụn mán bốn bạn cất mơ tam đây nè à con đắp trao sai sập nó em muốn sẵn được mơ được hiện tham được nè đây này chân mình men là tâm là con đắp thế không quân bạn con mà rồi cái dân chung này nó sẽ được dân tăng chất với dân bật và con bạn dân dân xoay đôi chia và to bạn này ngày như đồng tư vùng quân mà chưa nhưng mà bác sĩ vô tăng chất phơ chia và to phơ dân mình bị này nè dân đã có chú cái này là bật và con nè đẹp phơ cho mùi dân bạn nhóm khơi nè bạn anh chị xong tốn nè bạn mê được nom hay cột chôm mà cột toàn bật và con phóng nừng cột chôm mà bạn đã cột ở toàn ban sắc xa bật và con cột một toàn ban tăng chất bật và con hiện chưa chịu bỏ con những cơn đau miên cầm đất ở lái à bàn tay cột nó chung nè bật á bạn nè khác này nom kê mà hay tốt kê cho là kê châu riêng là kê xoay vô lực luôn ái nhé bạn chẳng mà chạy thà nè để cột một toàn bật phong bàn tay cột chung nè bật bà đấy à ai cho tổng rong để bông ôn bật và con tên à dân nhà nào có chung nè đập bật và con đôi dân này dân xâm rạp nè để con chô mau hai đại áp lang mình ban nâu cho mùi nè xôm lực tự chất hồi dân con mà mang thưa con đây này con nâng mình tụ ban đôi dân thì dân dân này thưa dân nâng nâng nè bàn hai áp lang cứ miên chăn cho thay mình tên nè xâm rạp bông bông này chô mau hai bàn tay áp lang mình ban thưa cho mùi nè xôm lực tự chất hồi bông mặt nè công ban tự chất bông bông mặt thưa mà to từ thứ hai nè để con ai nói dân mau con mình toàn đằng tự quật sầm rạ từ mình bên cho con sầm rạ từ bàn tay dân nơi dân mơ áp lại na để quật nâu chui chùm rừng tự chật dân dân mơ áp lại nơi còn mê được non na để quật chi diêm bắt đầu bắt đầu nơi cái họ thằng ca cướp được có nó cũng nứt bởi dân chỉ đang rồi hối đấy dân có chưa quật phơi tam quân đấy bạn nên ngày chân xong lên tự chật hơi đó sầm rạ bông ôn đầy châu mà hơi áp lại mình bán phơi chỉ mua chân bạn đã còn bạn tự chật ấy bông quân á xong lên tự chật hơi bạn bước hai cái này quật mình phơi quật có mình được tua bàn này
à là ngày dân thuê dân có ban nhé xong lực tư giang đôi chi là cứu cho làm tại ná bê đi bạn là ngày áp lại một quát bắt chùm nối tâm ta mà mơn chiếc mà tế bàn tay quạt là hồ đập pi san pram mơn bạc bông quân xa cất mơ ná chẳng quạt có nâu ta thuê quạt có nâu ta là tụ bàn quạt có tham đôi chứ vật quạt có ban tơ đầm năng của san ở bà tế cào bàn tay áp lại một quạt có nên là bông quân mà có đôi ta hầm như ngày chẳng xong lực tự chặt hào với đồng tiền ná xong rạp bông quân đài kết hạ áp lại màn thuê chứ mùi có ni hai bông quân bạn là ngày dân to su dân có ban này ngày to su thì ngọc nêu của nó bạn thấy có chấm nô ti pram mui bạn chăng chấm nô ti pram mui có dân bàn vì đồng vốn kinh doanh phong này bạn chăng một chế thao đồng vốn kinh doanh thì cứ chăn hàng được như đại bằng phổ nhé chăng nó phải đồng vốn lang đó đồng nai diamond bạn cứ chia đồng nai đại mình chế bị phết cuộc chơi nó chăng đồng nai diamond thì phong này bạn dân man chấm nô dân man chấm nô pi đồng nai diamond thì phải chịu bay sàn bàn đó bằng phổ nhé bàn tay dân có tờ prape và lia sân bạn đồng nai diamond có chi cô đào bằng nhóm mùi đáy nàng anh em chưa hà ba mình chín năm đi ba nhóm thua mình bàn tì nhóm có trâu thua và to này với hai chiếc cổ đào thông một nhóm tầm này đây món cứ bình chuyện bị phim chụp chơi bởi giờ năm ông ôn hả bạn bạn bình chuyện bị phim chụp chơi bên và còn hai ban kết được chụp khăn mình tên chân tầm này đây món cứ dân ban chụp nổ bay sàn hai pika ca thua bởi giờ bàn tay cầm hôn bởi dân con trai thay một lần tiền pi sàn bàn anh ấy cứ còn tại bồn nạt đó ông ôn á bạn còn tại bồn nạt kỳ thay một lần đừng ao chẳng chấm nốt có tôi tam nâng bốn hai mặt miền blue diamond bạn black diamond có cái chai tam nâng à chỉ nhiều mặt màn ở chai đầm đầy ở tế bạn có cho ông bốn bạn mơ từ tam lục hiệp lúc này bàn tay ông bốn đang thay thế cầm hôn với dân bạn mà được chơi đập chỉ nào mày nó chẳng đầm này để cúp bóng phật bạn cứ đầm này nhờ đầm này mới đi ông bốn mặt đầm này nhờ imperial diamond bạn đầm này mới đi ông bốn mặt mơ khơi lục hiệp ngọc nia tế đầm này nhờ imperial diamond chẳng đầm này ní bạn đầm này ní mình bên chỉ chuẩn chết thay tiệt cứ chuẩn chết phun mía bóng bốn thế bạn chuẩn chết phun mía nè đầy quạt chia nê san vì môn mao tê bóng bốn đang lên hàn nè đầm này nom chuẩn chết phun mía nè quạt nâu đầm này diamond nè nâu đầm này mới ní bóng bốn thế bạn nè đầm này diamond bàn tay su ta hai đầm vây bạn nè đầy quạt chuẩn chết phun mía nè quạt lăng đầm này imperial diamond đôi sai bạn đôi sai à chi cam bây giờ ní cứ dừng anh ba nè tự ban bóng bốn nè anh ba nè tự ban bạn nhưng khơi tiếp bóng bốn bạn đôi veng tay mà đong đầm này bạn nhưng chưa tha chân chết phong mía tiền sợ tự kịch bạn tiền ở ca thôi bởi cái cứ bị bạn chiên ở bị bạn chừng dân chán nè bạn bị bạn chừng dân chán bên tên bạn ta su tha là mấy cái ai thôi bàn sẽ ngọt play tiền của bạn dân có ai thôi bàn đôi chỉ qua đây bao giờ thì dân tăng chất một một thua đôi con nhé đây ngày dân xâm lực tự chất đau bóng ô này để kết hợp bên ít chiều vật dân lọc ba hơi bàn tay bạn nơi miên nhẹ để kê lọc bạn chừng dân chán tiết bóng ô nhé đây ngày dân xâm lực tự chất bóng ô này bạn đã trong trận đi bạn đây ngày tha à chỉ cam bây giờ cứ dân anh vàng này tự ban bên bên hà nội na châu môn châu cao tê thì dân tăng chất phơi bật và còn anh dân có anh vàng này tự ban được kia đây hai có miền là cam bây giờ bây giờ mặt miền là không đồng này đi bông con nhé nó không đồng này ở crown diamond chẳng crown diamond đi phong đai bông con nó mặt chùm nó có chặt pi pi liên bằng bay san bạc không mặc khai có miền mê được nó bởi dân pi rù để chỉ bông pro việt nam bông pro tổng hình có ban đồng này đi hai bông con nó mặt nơi nó cam bây giờ bao giờ bạn chẳng có bạn có chia bậc cô thông bạn thông bạn bên bên này môn máu tây bằng quân á chẳng có bạn công bơ nghi sự mặt phim này bằng quân bạn này nơi tin này dân miền sân này cả phơi rồi có miền sân này cả là tụ bán phim chụp chơi đôi khi bàn tay bằng quân tới phơi từ ngóc nia phong sông tụ hoàng đài đấy này ngày tới đạn hai phơi từ ngóc nia bàn dân ai được tụ bán hoàng đài này ngày chẳng có dân miền ở vòng trong cày nó chẳng chấm nô bây giờ có bàn mình chọc hoàng đài này ngày chẳng chấm nô tìm mui tìm pi tìm bay ta tí buôn tí pram tí mới có bàn mình chọn hai phần ta về để dân miền bị xe trên này cứ đông nào cũng san bông bốn các bạn chân sản bông bốn là khác để trong miền ở lúc ban chỉ vật thế đấy có trong ban đầm nào cũng san như ngày dân bông bốn hạt màu phơi được có mỏ đỏ cao thuộc anh là sắc sơn màu ban như ngày cứ dân miền cùng rồng tơ đầm nào cũng san bạn đi tham đó là vì còn đọc môi còn đọc phần hai bạn có miền cùng rồng bạn ngày đi dạy bê pram chín năm cùng mốc có miền được như này bạn vì còn mà phải pi có lục lưu cho bạn nào mà ta có bàn tờ hai nơi bà tê ở bà rắn thì bọn là phát bay ông lê bạn là ngày mà phải buồn bạn ở bà tê cái bóng quân bạn nhóm mà chỉ mình ăn mình vô lại bóng quân á đây ngày em hãy có mình bà tê cho ăn tiếp bóng quân bạn mà phải buồn là phải phạm phải mùi em mình phải mùi có đô si bóng quân á đây ngày hào bây xong khăn đi hai bóng quân bạn chỉ càng to su bóng nhóm nào bóng quân bạn tỷ lệ PLP năm ông bố mặt khai bay môn này bạn ngày tỷ đập pram có cùng đục khuôn pi năm này cả to su thuê bọn nhom mau
chắc nhóm chưa tha nhóm chưa bà cô thầm đà mẹ bình môn màu tên của nó bạn mình miên chấm này đang chưa muốn ca thuê chi bà cam hay có chi côn để sai trong ca mà nè tê bắn ta về để nhóm miên cứ ca to su ca mùng một ca tăng chất ca bậc chất con ai này ca thuê này ca sạc xa này ca xoay nhol hay có vô thật đại hay thuê phần này pi chân nam bà cô bạn nhóm ban tiên chùm nô ban tiên sau cổ phía ban tiên pê bà lia bạn ban tiên tại chùm nô hay có ban tiên đồng nai cầm san dân bông bông đồng bạn có thể trong bàn hơi dân nhưng chưa tha nhưng chưa một câu thẩm nam mà nên ai thua bàn không biết là là vay đồng bộ đồng mà ai thua bàn được muốn á bao giờ điểm môn tăng chất với những bên của con hai bộ quân đang thi thà đồng nai cầm san và tây chupon thì dân ta thua bộ màn và tụ bạn dân dân thua bay rồi sai sập và tụ nó một bộ này bạn chân quân sạc kịch mơ nè bay rồi cù bay rồi sai sập cù bằng quân sạc vô một con chúng mình đang lôi nè trăm bay rồi mà phải bàn quân đang khinh lôi vòng thầy dân dân man tiền lôi hái dân man tiền đồng nai cầm san điện hai chỉ tờ khai đọc nên quá đã mặt passport có tiêm hai bạn ngày chẳng mình men miên từ nhóm tên quá đã mặt công miên là crew trường nào mà tại này crew là rên có vợ ban chia một to hai con tay đồng năng là ô bông bốn các bạn đâu không bật thấy có miên được như này xem ra bông bốn ở bật thấy thì con là Campuchia nào không bật thấy vô tìm mùi sắn có miên và mô sân pi là cu trong ra mà tại được như này bông bốn lá đồng năng bón có ban tư luôn đưa xem ràng bạn ban tư hô bà hai đồng đập khai tram nơi lơ cái đó bạn đừng ấy nó lơ cái pha miền hà bập cay pram tem đồng bạn hay có miền vai ở bóng ôn tiền nó lơ nâng nè đừng ấy có bậc sai chú mày đặt nọ màn hay có bây giờ sùng khánh chắp bị khai đi từ dân miền pèo liệt phượng bay khai xâm rạp bóng ôn để trong bát đồng này gold đồng miền chuyển nó bay mượt bạn bóng ôn để nơi đồng này pram đồng này silver thế có một toàn miền đồng này pram cái này dân miền pèo liệt phượng để bay khai promotion របស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលដំណើរកំសាន្តពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរយៈពេល3យប់2ថ្ងៃបាទទៅកាន់ចន្ទបុរីហើយស្ថាគារគឺរំដាប់តែម្ដងបងប្អូនបាទមហូបអាហារមិនសប្បាយនិយាយទេបងប្អូនបាទគឺអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំធ្លាប់ទៅម្ដងបងប្អូនបាទគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់ឲ្យតម្លៃបងប្អូនបាទនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងបានទាំងចំណូលហើយបានទាំងកិត្តិយសហើយបានទៅបែបនេះយើងអាចបំបត្តិភាពមើលងាយពីបកគោខាងក្រៅបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតស៊ូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ3ខែនៃការធ្វើបងប្អូនបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូននេះអាចធ្វើបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំបានច្បាស់លាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយក៏រៀបចំគម្រោងនៃការធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអាចចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាហើយដែលចង់ទៅបាទជួយខមមិនបន្តិចបានទេបងប្អូនបាទសម្រាប់មេដឹកនាំមកថាដែលចង់ទៅដំណើរកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបានណាជួយខមមិនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអាចសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់ទៅដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងលោកគ្រូចំណាំតាក់ហើយនឹងជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទចង់ទៅទេបងប្អូនបាទណាទៅហ្វ្រីហូហ្វ្រីចង់ទៅទេបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏ប្រឹក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់យើងផងដែរណាអានេះក៏ជារូបភាពអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យនៅ Success Mall អានេះក៏ជារូបភាពខ្ញុំអញ្ញាមហាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាណាចង់បានពេលវេលាសហភាពពិតប្រាកដក៏មកធ្វើជាមួយនឹង Success Mall ណាបាទឲ្យបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរណាអានេះក៏មានលោកគ្រូច្រាមតៈបាទហ្នឹងហើយអានេះគ្រូរ៉េនបាទគឺបាត់នេះតែម្ដងបងប្អូនអាលោកគ្រូពន្លឹមអាអាលោកគ្រូហៃបាទក៏នៅក្នុងនេះដូចគ្នាដែរអាមានលោកគ្រូសៅបាទណាហើយក៏អ្នកគ្រូហៀបគួយអ្នកគ្រូសៃរតអាអ្នកគ្រូណែតនៅក្នុងនេះទាំងអស់បាទណាដែលគាត់បានទៅសាមុននេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចោះឈ្មោះទៅចាប់បណ្ដាមើលដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលមុខមើលសក់ណាគេថាម៉េចបងប្អូនបាទគេថាសក់មិនសមសក់មុខមិនសមមុខទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាប់បណ្ដាដូចគ្នាដែរខ្ញុំចាំបានថ្ងៃត្បូងខ្ញុំទៅស្ដាប់គ្នា3នាក់បាទខ្ញុំស្ដាប់គ្នា3នាក់ប៉ុន្តែចោះឈ្មោះត្រឹម12នាក់តែខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូពន្លឹមបាទម្នាក់ទៀតគាត់បានចោះឈ្មោះទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាឱកាសមិនមែនមានគ្រប់គ្នាទេបងប្អូនណាបាទឱកាសមានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលគាត់មើលឃើញឱកាសតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជាមួយលោកគ្រូពន្លឹមបែបនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មកជាមួយគ្នាបានចោះឈ្មោះក៏នៅដូចដើមថ្ងៃមុនក៏ចុចមកខ្ចីលុយខ្ញុំទៀតបងប្អូនសុំទោសបងឃើញទេបងប្អូនបាទគឺបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលឃើញឱកាសហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលេងឱកាសនេះទៅណាបងប្អូនណាបាទចាប់យកឲ្យជាប់ហើយក៏ធ្វើបាទឲ្យបានជាបន្តបន្ទាប់នឹងហើយអាអញ្ចឹងកម្រិតជីវកម្មរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាប់ដំណើរជីវកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងហើយបាទនឹងយើងមានប្រព័ន្ធហើយបងប្អូនណាមិនចាំបាច់គិត